Chương 580, Dạ Thiên Tuyệt hậu nhân. Dừng tay, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong đám người tách ra, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân đám người đi vào. Huynh muội bọn họ 1 triệu chuộc thân phí, ta cho. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người, trong lòng vô cùng cảm khái. Đường đường Hắc Ám Chí Tôn, một đời sát thủ vô hậu bối, dĩ nhiên rơi xuống mức độ như vậy, để Lăng Tiêu ánh mắt trở nên lạnh như băng. Nguyên bản hắn cũng không định lo chuyện bao đồng, thế nhưng khi hắn cảm giác được Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người huyết mạch thời gian, nhất thời quyết định cứu hai người kia. Trước đời Lăng Tiêu tam đệ tử Dạ Thiên Tuyệt, tu luyện Hắc Ám Đại Đạo, chứng đạo Hắc Ám Chí Tôn, tinh tu giết chóc chi đạo, được gọi là một đời sát thủ vua, thời kỳ tột cùng, liền ngay cả địa phủ các cùng thiên đình các người thấy Dạ Thiên Tuyệt, đều là ngoảnh đầu liền đi. Lăng Tiêu thất đại đệ tử bên trong, Dạ Thiên Tuyệt tu vi tuy rằng không phải cao nhất một cái, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Ám sát trạng thái, Dạ Thiên Tuyệt đã từng chém giết quá không chỉ một chí tôn. Dạ Phong cùng Dạ Mộng dĩ nhiên người mang Hắc Ám huyết mạch, hơn nữa đồng dạng họ Dạ, Lăng Tiêu tin tưởng này hẳn không phải là một cái trùng hợp. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là ai? Hàn Phong có chút khó chịu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hai huynh muội này là của ta cố nhân, bọn họ chuộc thân phí ta cho, đây là 1 triệu thuần dương đan. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong tay ánh sáng lóe lên, một chiếc nhẫn chữ vật hướng về Hàn Phong bay đi. 1 triệu thuần dương đan, tiểu tử, ngươi dám quản ta Thiên Yêu Cung sự tình, thực sự là lá gan không nhỏ a. Hàn Phong cười lạnh một tiếng nói, Hàn huynh, vị này chính là tiểu đệ bằng hữu, kính xin Hàn huynh cho tiểu đệ một bộ mặt, liền thả hai người kia đi. Hùng Tiểu Hắc thật thà đứng dậy, quay về Hàn Phong khom người thi lễ một cái cười nói. Hùng Tiểu Hắc, ngươi tính là thứ gì? Liền ngay cả gia gia ngươi Hùng Lão Hắc ở bản thiếu gia trước mặt, cũng không dám nói để ta cho hắn mặt mũi. Hàn Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, khinh thường nói. Ngươi, khốn nạn, tuy là Hùng Tiểu Hắc tính cách hết sức hàm hậu, nhưng cũng là bị Hàn Phong bị chọc giận, trong đôi mắt mông thượng một tầng màu máu. Hàn Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi có thể không nên quá phận. Cầm thuần dương đan, đi nhanh lên, Thành Kiếp cùng Hùng Tiểu Hắc quan hệ rất tốt, nhìn thấy bạn tốt chịu nhục, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Tu La Tông Thành Kiếp, làm sao? Lần trước thua ở trong tay ta, lần này còn muốn tự rước lấy nhục nhã sao? Hàn Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, không nghĩ tới Tu La Tông Thành Kiếp dĩ nhiên cũng đứng ra. Ở Man Hoang Yêu Vực bên trong, Thiên Yêu Cung mặc dù là cự vô phách, thế nhưng Tu La Tông so với Thiên Yêu Cung cũng không hề yếu, Tu La Tông bên trong hữu giáo vô loại, chẳng những có nhân tộc đệ tử, cũng có rất nhiều cường giả yêu tộc. Thiên Yêu Cung cùng Tu La Tông quan hệ rất hồi hộp, trong ngày thường không thể thiếu ma sát. Lần trước nếu không là ngươi ỷ vào chuẩn chí tôn khí, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Hàn Phong, 1 triệu thuần dương đan ngươi đã lấy được, ngươi cũng không nên không biết điều. Thành Kiếp mặc dù không biết Lăng Tiêu tại sao muốn cứu hai huynh muội này, thế nhưng 1 triệu thuần dương đan đúng là thiên giới, thậm chí đầy đủ thuê một vị nửa bước chí tôn cường giả cho rằng hộ vệ. Vì là một đôi huynh muội này chuộc thân, căn bản không dùng được nhiều như vậy thuần dương đan. Hàn Phong này rõ ràng chính là sư tử quá mở miệng. Bổn thiếu gia nô lệ, bản thiếu gia muốn buông liền buông, không muốn thả liền không tha. Tiểu tử, cầm ngươi thuần dương đan cút cho ta, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Hàn Phong trong tay chiếc nhẫn chứa đồ trong nháy mắt lại hướng về Lăng Tiêu bay trở lại. Hắn tuy rằng đối với 1 triệu thuần dương đan hết sức mê tít mắt, nhưng đây chính là vấn đề mặt mũi, không thể cứ như vậy thỏa hiệp. Thật sao, một đôi huynh muội này ta hôm nay còn bảo đảm định rồi, người muốn như thế nào? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo, nếu Hàn Phong cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách hắn. Hàn Phong sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một vệt sát ý lạnh như băng. Hắn ở Thiên Yêu Cung bên trong, cũng là đệ tử chân truyền, địa vị cực cao, toàn bộ Man Hoang Yêu vực bên trong. Coi như là cái kia chút nửa bước yêu tôn lão quái vật, thấy hắn cũng là một mực cung kính, kết quả bây giờ lại bị một cái không biết từ đâu tới thiếu niên cho khiêu khích. Thiếu gia, hắn hình như là Lăng Tiêu. Hàn Phong thân một bên, một cái cường giả yêu tộc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhỏ giọng nói rằng. Lăng Tiêu, cái nào Lăng Tiêu? Hàn Phong sững sờ, chính là cái kia ở Thiên Thần Thành bên trong, giết Nam Thiên Tôn, thất sát, phá quân cùng Tham Lang Lăng Tiêu, trong truyền thuyết chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa Lăng Tiêu. Hàn Phong cả người chấn động, dĩ nhiên là hắn. Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba đại tinh tử, đều là hoàng đạo cường giả, hơn phun xếp nữa danh tiếng cực kỳ vang dội, liền ngay cả Hàn Phong đều vô cùng e dè, liền với 4 người đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, bây giờ Lăng Tiêu cũng không tiếp tục là hạng người vô danh,
đã bị nhân vật thế hệ trước coi là chiến thần đại lục cao cấp nhất thiên tài một trong. Hàn Phong trong lòng cũng không thể không kiêng kỵ, thế nhưng, hắn nghĩ tới trong truyền thuyết, Lăng Tiêu chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, nhất thời liền trong lòng nồng nhiệt nóng lên. Ngươi chính là Lăng Tiêu, muốn chuộc lại Dạ Phong cùng Dạ Mộng cũng không phải là không thể, cái kia Xích Long chiến thần truyền thừa để đổi. Hàn Phong con ngươi nhất chuyển, không có hảo ý cười nói. Hắn là Lăng Tiêu, chính là cái kia chém Nam Thiên Tôn cùng tinh thần cung ba đại tinh tử Lăng Tiêu. Chẳng lẽ Xích Long chiến thần truyền thừa thật sự bị hắn chiếm được? Rất có thể, ngươi nhìn hắn bất quá là vương hầu cảnh tu vi, có thể chém Nam Thiên Tôn, trên người nhất định là có bí mật lớn. Kha kha, Thiên Yêu Cung Hàn Phong không phải là dễ trêu, nhân vật sau lưng hắn nhưng là phần Thiên Yêu Hoàng, Thiên Yêu Cung thiếu cung chủ, truyền thuyết phần Thiên Yêu Hoàng đã phá vào nửa bước chí tôn cảnh giới, được gọi là có khả năng nhất chứng đạo chí tôn thiên tài tuyệt thế. Mọi người nghe được Hàn Phong, đều là cả người chấn động, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, có chút nghị luận ầm ĩ. Thiên Thần Đại Hội lớn tiếng sự tình, truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục, mà Lăng Tiêu cũng đã trở thành một cái tiêu điểm. Chớ đừng nói chi là nghe đồn hắn trên người chịu Xích Long chiến thần truyền thừa, rất nhiều người đối với hắn đều có ý nghĩ. Xích Long chiến thần truyền thừa, không nói ta không có, coi như là ta có, bằng ngươi cũng xứng. Đây là 1 triệu thuần dương đan, mặc kệ ngươi có muốn hay không, một đôi huynh muội này, ta đều muốn mang đi. Lăng Tiêu cười lạnh, trong tay chiếc nhẫn chứa đổ bay về phía Hàn Phong, hắn đi tới lôi kéo Dạ Phong cùng Dạ Mộng, xoay người liền muốn ly khai. Lăng Tiêu, Dạ Phong cũng Dạ Mộng chúng rồi ta nô ấn, ngươi có tin hay không chỉ cần ta hơi suy nghĩ, bọn họ thì phải chết. Hàn Phong sắc mặt trở nên cực kỳ xanh mét đứng lên, Lăng Tiêu như vậy là trần truồng đánh mặt của hắn, một chút mặt mũi cũng không có chừa cho hắn. Hàn Phong thanh âm cũng biến thành tràn đầy uy hiếp, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu cười nhạt, không hề quay đầu lại, mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng rời đi đám người. Cho tới Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người nô ấn, theo Lăng Tiêu không đáng nhắc tới. Cường đại nguyên thần lực lượng dung nhập vào thân thể của bọn họ bên trong, trong nháy mắt liền đem nô ấn giải khai. Chương 581, Hắc Ám Huyết Mạch, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Phong bên người cường giả yêu tộc hỏi, trước tiên để hắn hung hăng một trận, không biết sống chết, hắn nếu dám đến lưỡng giới thành, vậy cũng không nên đi rồi, tin tưởng sẽ có người đối với hắn cảm giác hứng thú. Hàn Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ, xoay người mang theo mọi người rời đi. Lăng Tiêu xuất hiện tin tức. Hầu như trong nháy mắt liền truyền khắp lưỡng giới thành, Thiên Hương lâu ở ngoài có rất nhiều bóng người lấp lóe, khí tức phun trào trong đó, đều đang dò xét Lăng Tiêu tâm tích. Lưỡng giới thành nhất thời trở nên cuồn cuộn sóng ngầm lên. Mà Lăng Tiêu nhưng vốn không hề để ý, mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng về tới Thiên Hương lâu. Lấy Lăng Tiêu bây giờ thủ đoạn, chỉ cần không phải điều động cường giả chí tôn, hắn căn bản không có chút nào lo lắng. Lăng huynh, người hôm nay bại lộ sau khi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức a. Kiếm Nguyên Thần có chút lo lắng nói rằng, đúng đấy, Lăng đại ca, Thiên Yêu Cung đám người kia phi thường hung hăng bá đạo, Hàn Phong khẳng định đã ghi hận ngươi, hôm nay ở lưỡng giới thành hắn không dám động thủ, chỉ sợ hắn sẽ âm thầm ra tay. Hùng Tiểu Hắc cũng là liền vội vàng nói, không cần lo lắng, chỉ là Thiên Yêu Cung, ta vẫn không có để ở trong mắt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt nhưng là rơi vào Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai người trên người. Dạ Phong xem ra bất quá 17-18 tuổi, liền đã có thiên nhân cảnh một tầng tu vi, thiên phú xem ra khá là bất phàm. Mà Dạ Mộng thì lại hết sức suy yếu, tuy rằng dung nhan tuyệt lệ, nhưng mang trên mặt một tia bệnh sắc trắng xám, khiến lòng người sinh liên tiếc. Đa tạ ân công ân cứu mạng, Dạ Phong cùng Dạ Mộng bay thẳng đến Lăng Tiêu quỳ xuống, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, rất cung kính thi lễ một cái. Lăng Tiêu cũng không có ngăn cản bọn họ, một lễ này hắn chịu nổi. Chờ đến hai người dập đầu 3 cái đầu. Lăng Tiêu mới đem bọn hắn đỡ lên. Đường đường Dạ Thiên tuyệt hậu nhân, làm sao sẽ trở thành Hàn Phong nô lệ? Nói một chút đi, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn có thể đủ nhìn ra, Dạ Phong cùng Dạ Mộng trong thân thể, đều có hắc ám huyết mạch, đặc biệt là Dạ Mộng, hắc ám huyết mạch quả thực có thể so với năm đó Dạ Thiên tuyệt, cho nên mới tạo thành kinh mạch bế tắc, không có cách nào tu luyện. Hắc ám huyết mạch hết sức kỳ lạ, nhất định phải lấy đặc thù thủ pháp kích hoạt, nếu không thì thân thể hết sức yếu ớt. Sinh mệnh bản nguyên bị hắc ám lực lượng ăn mòn, không sống hơn 20 tuổi. Như là đại nhật yêu tôn, hay là vẫn có thể phát hiện Dạ Phong cùng Dạ Mộng huyết mạch bất phàm, thế nhưng một cái Hàn Phong nhưng không có cái kia nhãn lực. Ân công, người biết tổ tiên, Dạ Phong lại là kinh ngạc lại là xấu hổ nói rằng. Dạ Thiên tuyệt một đời hắc ám chí tôn, chính là thôn thiên chí tôn tam đệ tử, ta cũng đã từng nghe nói một ít sự tích của hắn. Hơn nữa, hai người các ngươi người mang hắc ám huyết mạch,
làm sao sẽ lưu lạc tới mức này? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng hỏi, ân công có chỗ không biết. Dạ Phong cười khổ một tiếng, nói từ khi vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, tổ tiên sau khi biến mất, ta Dạ gia liền sa sút, tổ tiên truyền thừa cũng không để lại đến, lại thêm Dạ gia đàn ông ít ỏi, Dạ gia đã không phải là năm đó cái kia Dạ gia. Chúng ta cha mẹ rất sớm đã qua đời, chỉ còn dư lại ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Mấy năm trước, ở man hoang yêu vực hái thuốc, trong lúc vô tình bị Hàn Phong chộp tới, trở thành hắn nô lệ. Nghe xong Dạ Phong giảng giải, Lăng Tiêu mới coi như hiểu rõ Dạ gia tình cảnh. Dạ Thiên Tuyệt tu luyện Hắc Ám Thiên Thư, cũng là năm đó Lăng Tiêu truyền xuống một môn chí tôn công pháp, chính là Lăng Tiêu tự một chỗ trong di tích phát hiện, phi thường phù hợp Hắc Ám huyết mạch, mạnh mẽ vô cùng. Như là Hắc Ám Thiên Thư có thể truyền xuống, e sợ Dạ gia lại là mặt khác một phen quang cảnh. Hai người các ngươi có nguyện ý hay không theo ta? Dạ Mộng thể chất quá yếu, như là không thể đúng lúc thức tỉnh Hắc Ám huyết mạch, e sợ có nguy hiểm đến tính mạng a. Lăng Tiêu nhìn hai huynh muội một chút, hơi mỉm cười nói. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Dạ Phong cũng chưa hề hoàn toàn nói với hắn lời nói thật, hay là còn có phòng bị, Dạ gia e sợ còn có ẩn tình ở bên trong. Nguy hiểm đến tình mạng, ân công, chúng ta mong muốn theo ngài, mời ngài cứu muội muội ta một mạng, Dạ Phong coi như là làm trâu làm ngựa, tan xương nát thịt, cũng sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức. Dạ Phong kinh hãi đến biến sắc, vội vã hướng về Lăng Tiêu quỳ lạy hạ xuống. Hắn mặc dù biết Dạ Mộng thân thể rất yếu, bất luận chính mình cho nàng dùng bao nhiêu tăng cường khí huyết thiên tài địa bảo, đều không có bất kỳ chuyển biến tốt, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dạ Mộng nghe xong Lăng Tiêu, mặt cười cũng là càng phát trắng bệch. Ngươi yên tâm, nếu theo ta, chính là ta người. Coi như là ông trời, cũng đoạt không đi Dạ Mộng tính mạng. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, năm đó Dạ Thiên Tuyệt Hắc Ám huyết mạch, chính là ở Lăng Tiêu dưới sự chủ trì thức tỉnh. Cho First Studio nên đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không có gì khó khăn. Lăng Tiêu, tiểu nha đầu này Hắc Ám huyết mạch rất mạnh, muốn làm cho nàng triệt để thức tỉnh, nhất định phải Hắc Ám thuộc tính yêu đan, chí ít cũng phải là yêu hoàng cấp bậc. Vô Lương đạo nhân nhìn Dạ Mộng một chút, chậm rãi nói rằng. Không sai, hơn nữa muốn còn hoàn mỹ hơn thức tỉnh, chí ít còn cần vài cây thánh dược. Này lưỡng giới thành bên trong lẽ ra có thể tìm được, chúng ta đi trước chân bảo các xem một chút đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắc ám thuộc tính yêu đan, hơn nữa phải là yêu hoàng cấp bậc, ở những nơi khác hay là rất khó tìm, thế nhưng ở lưỡng giới thành hẳn không phải là hết sức khó khăn. Dạ Phong cùng Dạ Mộng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc vẻ cảm kích. Yêu hoàng cấp bậc yêu đan, thậm chí còn có vô thượng thánh dược, những này bọn họ liên tưởng cũng không dám muốn, thế nhưng Lăng Tiêu vì để Dạ Mộng thức tỉnh hắc ám huyết mạch, liền phải chuẩn bị những bảo vật này, trong lòng bọn họ cảm kích tột đỉnh. Lăng Tiêu muốn đi chân bảo các, kiếm nguyên thần. Hùng Tiểu Hắc cùng Thành Kiếp không có chuyện gì, cũng dự định theo Lăng Tiêu đến xem nhìn. Chân bảo các trải rộng chiến thần đại lục, ở lưỡng giới thành bên trong, cũng là nhất khí phái một trong kiến trúc. Một tòa 9 tầng cao lầu các phụt lên từ mặt đất, chiếm chỗ tròn hơn 1.000 trượng, như một tòa thông thiên tháp lớn, tản ra thần bí ánh sáng. Đây chính là lưỡng giới thành chân bảo các. Ở chân bảo các cửa, đứng cạnh mấy cái quần áo diễm lệ hồ nữ, dung nhan xinh đẹp, câu hồn đoạt phách mắt to khiến người ta không nhịn được say mê trong đó. Đặc biệt là phía sau mấy cái lông xù đuôi cáo, càng bình thêm mấy phần quyến rũ. Lăng Tiêu mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng đám người đi vào chân bảo các thời điểm, Vô Lương đạo nhân trợn cả mắt lên, chảy nước miếng suýt chút nữa đều chảy ra. Liền ngay cả Hùng Tiểu Hắc trên mặt đều tràn đầy quẫn bách vẻ. Lăng huynh, những người kia lén lén lút lút đi theo chúng ta phía sau, xem ra đều là biết rồi thân phận của ngươi. Kiếm Nguyên Thần nhìn phía sau một chút, chậm rãi nói rằng. Ở Lăng Tiêu đám người phía sau. Có một ít khí thức mịt mờ võ giả, giống như người đi đường dáng vẻ đi theo phía sau, xem ra lén lén lút lút, không ngừng hướng về Lăng Tiêu nhìn bên này đến. Không cần phải để ý đến bọn họ, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, một chút cũng không có để ý, trực tiếp đi vào chân bảo các bên trong. Lăng Tiểu Hữu đại giá quang lâm, ta chân bảo các rồng đến nhà tôm A. Thiên thần thành từ biệt nhiều ngày, không nghĩ tới lão phu cùng Lăng Tiểu Hữu thật đúng là có duyên. Một đạo già nua mà bình hòa tiếng cười truyền đến, râu tóc bạc phơ. Tiên phong đạo cốt chân bảo các đại trưởng lão Trần Đồng hướng về Lăng Tiêu tới đón, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Chương 582, cô gái áo đỏ. Trần trưởng lão, chúng ta quả thật có duyên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được chân bảo các đại trưởng lão Trần Đồng. Trần Đồng cười nói, thiên thần đại hội sau khi, bởi vì thánh khư tức sắp mở ra, vì lẽ đó lão phu là bồi trong các mấy tiểu bối tới, đến thời điểm tiến vào thánh khư bên trong. Còn phải dựa vào Lăng Tiểu Hữu nhiều đơ ly 9LSF trợ giúp A. Lăng Tiêu cười nói, Trần trưởng lão khách khí,
bất quá nếu là có Cần Lăng Tiêu địa phương, tự nhiên không có vấn đề. Hắn đối với Trần Đồng ấn tượng không sai, lão này chính là một cái người hiền lành, ở Thiên Thần Thành cũng là mấy lần vì là Lăng Tiêu xuất đầu, Trần Đồng ý tứ trong lời nói Lăng Tiêu tự nhiên biết, đơn giản liền là hy vọng ở Thánh Khư bên trong, Lăng Tiêu có thể trông nom chân bảo các đệ tử một, hai. Lão phu kia liền cảm ơn trước Lăng Tiểu Hữu. Lăng Tiểu Hữu là cần muốn mua vật gì không? Hôm nay bất luận Lăng Tiểu Hữu muốn mua cái gì, một quy tắc chiết khấu 70%. Trần Đồng cười ha ha nói, nghe được Trần Đồng, Trần Bảo Các chấp sự đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chiết khấu 70% đây chính là Trần Bảo Các to lớn nhất chiết khấu, một loại chỉ có những thánh địa này đại nhân vật, hơn nữa phải là Trần Bảo Các khách hàng lớn, mới đãi ngộ này. Thiếu niên này có tài cán gì, dĩ nhiên để đại trưởng lão coi trọng như thế. Nếu Trần Đồng đều đã mở miệng, Lăng Tiêu cũng không có khách khí, mỉm cười nói, đa tạ đại trưởng lão, ta cần hắc ám thuộc tính yêu đan, âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng, vô ảnh thần mộc, không biết Trần Bảo Các có hay không. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những Trần Bảo Các kia chấp sự đều là sắc mặt chấn động, âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng, vô ảnh thần mộc này cũng đều là vô thượng thánh dược, quý giá phi phàm, hơn nữa này mấy loại thánh dược bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua. Quá mức hiếm hoi, một loại chỉ sinh trưởng ở rất hiếm vết người trong cấm địa. Mà hắc ám thuộc tính yêu đan, càng thêm quý hiếm. Yêu thú một loại đều là vô hình chi thuộc, hắc ám thuộc tính yêu thú nhất định đều là thái cổ dị loại, thậm chí là nắm giữ thần thú huyết mạch, cũng rất khó chiếm được. Trần Đồng hơi suy nghĩ một hồi, nói rằng, Lăng Tiểu Hữu, âm dương huyền quả cùng hư không hắc kim đằng ta Trần Bảo Các vừa vặn có, thế nhưng vô ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan, quá mức hi hữu. Hơn nữa giá trị cực cao, mấy tháng trước Trần Bảo Các buổi đấu giá trên, cũng đã bị bán rồi. Thì ra là như vậy, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cũng biết vô ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan quý giá, vô ảnh thần mộc sinh trưởng ở vô cùng ám chi địa, nhất định phải ở trong bóng tối vô tận sinh trưởng vạn năm, hấp thu hắc ám lực lượng, mới có thể thai nghén ra. Hắc ám thuộc tính yêu đan, càng là có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết có một chỗ, có hay không ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan. Chỉ là... Trần Đồng có chút chần chờ nói. Chỉ là cái gì? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Trần Đồng cười khổ một tiếng nói, ở thành Tây Thiên Yêu trên đường, có một nhà thái cổ hiên tiểu điếm, phải có vô ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan, chỉ là vị tiền bối kia tính khí quá mức quái lạ, người sống chưa tiến vào, rất nhiều người đều bị hắn đuổi ra quá, vì lẽ đó ta cũng không xác định ngươi có thể hay không được. Thái cổ hiên sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, có chút kinh ngạc hỏi, có thể bị đại trưởng lão xưng là tiền bối. Chẳng lẽ vị điếm chủ kia người là cường giả chí tôn hay sao? Không vào chí tôn, nhưng cũng có chí tôn thần uy. Trần Đồng sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, Lăng Tiêu gật gật đầu, đây là rất đặc biệt một loại người, giống như là thầy phong thủy Lý Thuần Phong, không vào chí tôn, nhưng lại có chí tôn sức chiến đấu. Ngoại trừ thầy phong thủy ở ngoài, còn có một chút so sánh đặc thù người, cũng có chí tôn sức mạnh, thậm chí để chân chính cường giả chí tôn đều vô cùng e dè. Đa tạ đại trưởng lão báo cho, ta chuẩn bị đi thử một lần. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong lòng đối với cái kia thái cổ hiên cũng là có chút tò mò đứng lên. Lăng Tiểu Hữu cần phải cẩn thận, tuy rằng chưa từng nghe nói vị tiền bối kia từng giết người, thế nhưng hắn mất hứng thời điểm, nhưng là liền chân chính chí tôn đều đánh quá ngừng lại. Trần Đồng dặn dò, ta biết rồi, đa tạ. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Cuối cùng, Trần Đồng đem âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng lấy ra, âm dương huyền quả chính là một viên bao phủ hai khói trắng đen màu xanh trái cây, xung quanh có huyền ảo pháp tắc lưu động. Xem ra cực kỳ bất phàm. Hư không hắc kim đằng lại có một tia thuộc tính không gian, linh tính cực cường, như không phải bị phong ấn đứng lên, thậm chí có thể qua lại hư không đào tẩu, cực kỳ thần bí. Này hai cây thánh dược, âm dương huyền quả giá trị 300,000 thuần dương đan, hai hư không hắc kim đằng giá trị 500,000 thuần dương đan. Coi như là Trần Đồng đánh chiết khấu 70%, Lăng Tiêu cũng thanh toán 56,000 thuần dương đan. 56,000 thuần dương đan. Nhìn ra Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội trợn cả mắt lên, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cái kia hắc ám thuộc tính yêu đan cùng vô ảnh thần mộc, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Trong lòng bọn họ ngoại trừ khiếp sợ, còn dư lại cũng chỉ có nồng nặc cảm kích. Dù sao, tốn mấy triệu thuần dương đan đi cứu một người không có quan hệ người bình thường, coi như là chân chính cường giả chí tôn e sợ cũng không thể làm như vậy. Lăng Tiêu rời đi Trần Bảo Các, hướng về Thái Cổ Hiên vị trí đi. Lăng Tiêu sau khi rời đi, Trần Đồng thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút, trực tiếp đi lên Trần Bảo Các tầng thứ 9. Tầng thứ 9 chỉ có một gian tĩnh thất, ở trong đó ngồi xếp bằng một người mặc quần đỏ, quốc sắc thiên hương nữ tử. Cô gái kia tóc dài như thác nước, da như mỡ đông,
khuôn mặt mười phân vẹn mười, đặc biệt là một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, mông lung sương mù nhàn nhạt, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không nhịn được chìm đắm trong đó. Vóc người của nàng vô cùng nóng nảy, bộ ngực trắng nõn vô cùng sống động, eo thon nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, bắp đùi thon dài mà thẳng tắp, chân ngọc tinh xảo, nằm nghiêng ở trên giường hẹp, xem ra hết sức lười biếng, mang theo một loại kiểu khác phong tình cùng mê hoặc. Đặc biệt là sau lưng nàng, có 9 cái lông xù đuôi rung động, xem ra cực kỳ yêu dị. Thánh nữ, ngươi nhìn người này làm sao? Trần Đồng rất cung kính nói rằng, cũng không tệ lắm, có thể lấy vương hầu cảnh tu vi, chém nam thiên tôn, thất sát, phá quân cùng tham lang 4 người, có thể thấy được trên người hắn quả thật có bí mật lớn. Lanh lảnh mà thanh âm dễ nghe vang lên, quần đỏ nữ tử khẽ mỉm cười, nhất thời để toàn bộ tính thất thất sắc, liền Trần Đồng đều không thể không áp chế tâm thần. Thánh nữ mị công càng phát sâu không lường được, bất quá, mấu chốt nhất là người này tâm tính kiên định, ân oán rõ ràng, là cái người có thể tin được. Lần này tiến nhập thánh khư, như là hắn có thể giúp ta, lẽ ra có thể có tỷ lệ thành công 50%. Chỉ có 5 phần 10 sao? Trần Đồng khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. 5 phần 10 nắm bắt, đã không nhỏ. Quần đỏ nữ tử cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt có từng tia ánh sáng lạnh lẽo nói, năm đó nuôi hổ thành hoạt, hiện tại những tên kia cũng đều nhảy ra ngoài, nếu là ta không được nữ hiểm khiến một cái, e sợ vẫn đúng là cũng bị bọn họ cho được như ý. Thánh nữ có hay không muốn gặp hắn một mặt? Trần Đồng ánh mắt có chút ảm đạm, lắc lắc đầu hỏi. Không cần, đợi đến thánh khư mở ra, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Cái này tiểu lang quân, có thể trốn không thoát tay của người ta lòng bàn tay đây. Quần đỏ nữ tử ha ha nở nụ cười, nước long lanh trong mắt to xẹt qua một tia kiểu khác thần thái, thân thể mềm mại run rẩy, cả người tỏa ra một luồng khiến người ta cám dỗ khó mà ngăn cản. Chương 583, Thiên Yêu Đường Phố. Lăng Tiêu dựa theo Trần Đồng phương hướng chỉ, đi tới Thiên Yêu Đường Phố. Thiên Yêu Đường Phố xem ra hết sức cổ xưa cũ nát, còn lâu mới có được chân bảo các vị trí đường phố phồn hoa như vậy hùng vĩ, nhưng cũng càng thêm náo nhiệt. Hai bên đường lớn bày đầy quán vỉa hè, mà chủ sạp đều là từng cái tu vi võ giả cường đại. Lăng Tiêu phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây bày sạp dĩ nhiên một bộ phận lớn đều là cường giả yêu tộc, hơn nữa chí ít đều là yêu hoàng cấp bậc, thậm chí có không gần một nửa bước yêu tôn cường giả. Mỗi bên loại thiên tài địa bảo, chân quý đạo đan đạo khí, thậm chí là chuẩn chí tôn khí, phù văn thần bí trận pháp tùy ý có thể thấy được, khiến người ta hoa cả mắt. Thiên Hà thần thiết, Kiếm Nguyên thần mắt sáng lên, liền thấy phía trước trên sạp hàng có một khối to bằng đầu nắm tay màu đen bảo thiết, lưu động màu bạc ánh sao, xung quanh đan sen sắc bén canh kim chi khí, vừa nhìn liền vô cùng bất phàm. Chủ sạp là một cái tóc bạc trắng đại hán khôi ngô, hoàng giả 9 tầng tu vi, Lăng Tiêu liếc mắt nhìn, liền biết đây là một đầu ngân giao yêu thú, có mấy nghìn năm đạo hạnh, khí huyết vô cùng dồi dào. Thiên Hà thần thiết bán thế nào? Kiếm Nguyên thần có chút động lòng, đi tới hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Hà thần thiết chính là luyện chế thần kiếm đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thậm chí có thể luyện chế ra chí tôn kiếm. Chỉ là khối này Thiên Hà thần thiết quá nhỏ, xa xa không đủ để luyện chế chí tôn khí. Kiếm Nguyên thần là muốn lấy Thiên Hà thần thiết dung nhập vào bổn mạng của hắn thần kiếm bên trong, tăng lên bản mệnh thần kiếm GG6TJVN phẩm chất. Chỉ đổi tăng cao tu vi chí tôn đan một viên, chủ sạp mặt không thay đổi nói rằng, tăng cao tu vi chí tôn đan, ngươi là muốn ăn cướp a? Như thế một khối to Thiên Hà thần thiết, trở lại cái 10 khối 8 khối còn tạm được. Vô Lương đạo nhân bĩu môi nói, phải thay đổi liền đổi, không đổi liền đi, không muốn ảnh hưởng ta làm ăn. Chủ sạp vô cùng cứng rắn, nhìn Vô Lương đạo nhân một chút lãnh đạm nói rằng, đáng tiếc, Kiếm Nguyên thần lưu luyến không rời để xuống, Thiên Hà thần thiết tuy rằng quý giá, nhưng là muốn đổi tăng cao tu vi chí tôn đan còn thiếu rất nhiều, huống chi Kiếm Nguyên thần cũng không có chí tôn đan. Kiếm huynh, như là ngươi tin tưởng ta liền chờ một chút, Thiên Hà thần thiết cũng không phải là thích hợp nhất ngươi bản mệnh thần kiếm vật liệu. Lăng Tiêu nhìn Kiếm Nguyên thần một chút, hơi mỉm cười nói. Được rồi, Kiếm Nguyên thần cười khổ một tiếng, chỉ coi Lăng Tiêu là đang an ủi hắn, cũng không hề để ý. Thiên Nguyên trọng hoa, Mạc Trúc Thảo, Tinh Không Ám Kim Thạch. Ta giọt ai ya, đều là cao cấp thiên tài địa bảo a. Hùng Tiểu Hắc cùng Thành Kiếp, bao quát Dạ Phong cùng Dạ Mộng huynh muội đều là hoa cả mắt, nơi nào thấy qua nhiều như vậy bảo vật quý giá. Này loại trên chỗ bán hàng bảo vật, có thật có giả, dựa vào là nhãn lực của chính mình, nếu như có thể đào được bảo vật, hay là giá trị vượt lên gấp 10 gấp trăm lần còn chưa hết, nhưng nếu là mua được hàng giả, vậy coi như thực sự là ngã huyết môi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trước mặt trên sạp hàng, một cái nhân tộc trung niên cường giả, xem ra vẻ mặt gian dảo, hết sức khôn khéo,
đang ở hướng về trước mặt hắn khách hàng thao thao bất tuyệt chào hàng chính mình trên chỗ bán hàng bảo vật. Đứng ở trước mặt hắn là một người mặc da hổ đại hán, khí huyết bàng bạc, hoàng giả cảnh một tầng tu vi, cầm một khối màu vàng xương đầu, có chút do dự không quyết định. Huynh đệ, khối này thần cốt, chính là hoàng kim bá vương hổ trong cơ thể chí tôn thần cốt, ẩn chứa chí tôn pháp tắc cùng vô thượng thần thông, còn có hoàng kim bá vương hổ một tia sức mạnh huyết thống, như là ngươi có thể luyện hóa khối này chí tôn thần cốt, tương lai chứng đạo chí tôn, ngay trong tầm tay a. Tinh minh chủ sạp nước miếng văng tung tóe, đang ra sức địa giới thiệu, nói là thiên hoa loạn trụy. Gia hổ đại hán rõ ràng có chút động lòng, nhưng vẫn còn có chút do dự nói rằng, ta xác thực muốn mua khối này thần cốt, thế nhưng 2 triệu thuần dương đan cũng quá mắc, ta căn bản không có nhiều như vậy thuần dương đan a. Vậy ngươi có bao nhiêu thuần dương đan? Tinh minh chủ sạp mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Ta chỉ có 1,5 triệu thuần dương đan. Gia hổ đại hán lão lão thật thật nói. Trong lòng chủ sạp đại hỉ, quả nhiên lại là thẳng thắn cường giả yêu tộc, quá thật thà, tùy tiện hỏi một chút, của cải liền tất cả đều bại lộ ra. 1,5 triệu liền 1,5 triệu đi, ta và ngươi hữu duyên, hôm nay ta liền chịu thiệt một chút, 1,5 triệu bán cho ngươi, sau đó ngươi chứng đạo chí tôn thời điểm, cũng đừng quên dẫn ta à. Chủ sạp làm bộ một bộ đau lòng vẻ mặt, như là vô cùng không nỡ giống như, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói rằng. Thật sự à, ngươi thật là người tốt, đa tạ, đa tạ. Gia hổ đại hán đầy mặt đều là vẻ cảm kích, liền phải chuẩn bị lấy ra thuần dương đan thời điểm, một thanh âm gọi hắn lại. Hổ tử, hổ tử. Hùng tiểu hắc đầy mặt đều là thần sắc kích động, vội vã hô to lên. Tiểu hắc, ha ha ha, tiểu hắc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia gia hổ đại hán xoay đầu lại vừa nhìn, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vã chạy tới cùng hùng tiểu hắc hung hăng ôm nhau. Hai người này, cũng thật là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bất quá lăng tiêu, này cái gì hổ tử cũng thật là ngốc, hoa 1,5 triệu thuần dương đan đi mua một khối phá xương đầu, ngươi liền không tính vạch trần tên kia không? Vô lương đạo nhân bĩu môi nói. Yên tâm, nếu là huynh đệ trong nhà, tự nhiên không có thể khiến người ta làm oan đại đầu đùa bỡn. Lăng tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn lại có thể không thấy được, viên kia cái gọi là hoàng kim bá vương hổ chí tôn thần cốt, vốn là giả. Tiểu hắc, ngươi xem ta tìm được cái gì tốt bảo bối. Hoàng kim bá vương hổ chí tôn thần cốt, như là lão đầu tử nhà ta thấy được, nhất định sẽ khen ta, này nhưng là một cái bảo bối tốt ha. Hổ tử hiến vật quý giống như cầm lấy khối này màu vàng xương đầu cho hùng tiểu hắc nhìn. Đầy mặt đều là đắc ý vẻ mặt. Lăng tiêu lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sẽ khen ngươi. Lão đầu tử nhà ngươi nếu như biết ngươi hoa 1,5 triệu thuần dương đan mua một cái như vậy thứ đồ hư, e sợ sẽ treo lên đánh ngươi. Vị đạo hữu này, nhanh lên một chút cho ta thuần dương đan a, cho thuần dương đan, khối này chí tôn thần cốt sẽ là của ngươi. Xấu xí chủ sạp, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy đều xông tới, nhất thời cảm giác được có chút không ổn, vội vã thúc giục. Ô nha, xin lỗi a. Ta đây liền cho ngươi thuần dương đan. Hổ tử đầy mặt đều là áy náy, vội vã chuẩn bị lấy ra thuần dương đan đến. Chậm đã, thanh âm nhàn nhạt vang lên, lăng tiêu đi lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ý định quấy rối đúng hay không? Mau mau đi cho ta, không muốn ảnh hưởng ta làm ăn. Chủ sạp vừa nhìn thấy lăng tiêu, trong lòng cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, vội vã không nhịn được thúc giục. Tiểu hắc, hổ tử, nếu thật là hoàng kim bá vương hổ chí tôn thần cốt. 1,5 triệu thuần dương đan còn không tính thật đắt, thế nhưng nắm hoàng kim hổ xương đầu giả mạo hoàng kim bá vương hổ, người việc này làm không khỏi cũng thật không chỗ nói chứ. Lăng tiêu cười nhạt một cái nói, cái gì, hoàng kim hổ, hùng tiểu hắc cùng hổ tử đều là sững sờ, vội vã đến xem trong tay hắn màu vàng xương đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chương 584, Thái Cổ Hiên, tiểu hắc, hắn là ai? Này rõ ràng chính là hoàng kim bá vương hổ chí tôn thần cốt ra. Cái kia loại sức mạnh huyết thống, ta là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Hổ tử hơi nghi hoặc một chút nói. Hổ tử, hắn là lăng đại ca, tin tưởng lăng đại ca ánh mắt, hắn nói là giả, khẳng định chính là giả, tên bại hoại này là ý định muốn gạt ngươi. Hùng tiểu hắc đối với lăng tiêu đúng là hết sức tin tưởng, ở thiên thần thạch bên trong, hùng tiểu hắc cũng đã gặp lăng tiêu đánh bạc, đây chính là xưa nay đều chưa từng bại, hơn nữa cắt đi ra đều là kinh thiên động địa vô thượng chí bảo. Vì lẽ đó, hắn bản năng liền tin tưởng lăng tiêu nói. Tiểu tử, ngươi ý định quấy rối đúng không? Ta vi âu ở thiên yêu đường phố không dối trên lửa dưới, rất đáng tin, hôm nay ngươi nếu như không nói ra được cái 1, 2, 3, ta và ngươi không để yên. Chủ sạp lạnh lùng nhìn lăng tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Lăng tiêu cười nhạt một cái nói, hoàng kim hổ cùng hoàng kim bá vương hổ tuy rằng đều là hổ tộc,
thế nhưng một cái phổ thông hổ tộc, một cái thượng cổ thần thú bộ tộc, người khối xương này đầu, chính là một vị nửa bước chí tôn cảnh hoàng kim hổ tộc trong cơ thể xương đầu. Chỉ có điều ngươi không biết từ nơi nào chiếm được một tia hoàng kim bá vương hổ huyết mạch, đem thoa lên khối xương này trên đầu, đồng thời lấy vô ngần hoa, thiên ma cỏ, vạn huyết dung linh quả đem luyện chế một phen, ngụy trang thành chí tôn thần cốt pháp tắc cùng huyết mạch. Loại thủ pháp này xác thực rất cao minh, e là cho dù là hoàng kim bá vương hổ bộ tộc, cũng rất dễ dàng bị ngươi che đậy đi qua, ta nói có đúng hay không? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu càng nói vì Âu sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra tức đến nổ phổi vẻ mặt, biết là triệt để không có cách nào che giấu. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, người bỏ phải ở chỗ này ăn nói linh tinh, ta đây khối rõ ràng chính là từ thánh khư bên trong, đào đi ra hoàng kim bá vương hổ chí tôn thần cốt, người nói xấu ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Hôm nay ngươi nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, đừng có trách ta không khách khí. Muốn chứng cứ còn không đơn giản sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, hoàng kim bá vương hổ chí tôn thần cốt, cứng như kim cương, liền ngay cả chí tôn khí đều không thể tổn hại, chúng ta có thể thử một lần, nhìn ngươi khối xương này đầu rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, thử một lần liền biết, làm sao? Vi Âu mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền đi ra. Vào lúc này, liền ngay cả kiếm nguyên thần, thành kiếp, hùng tiểu hắc cùng hổ tử đều nhìn ra không đúng đến rồi. Không nghĩ tới thật sự gặp một tên lừa gạt, đến, ta đây chuôi đại địa ma phủ chỉ là chuẩn chí tôn khí, ta ngược lại muốn xem khối này chí tôn thần cốt thật hay giả. Hùng tiểu hắc nhất thời liền không nhịn được, móc ra một thanh màu đen khai sơn phủ, hướng về khối này màu vàng xương đầu liền bổ xuống. Răng rác, một trận hào quang óng ánh nổ ra, khối này màu vàng xương đầu, trong nháy mắt đã bị đánh thành hai nửa. Hùng tiểu hắc tốc độ quá nhanh, sắp tới liền Vi Âu đều chưa kịp ngăn cản. Tốt. Ngươi tên lường gạt này, dám lừa ngươi hồ gia gia thuần dương đan, ta đánh chết ngươi. Hổ tử nhất thời liền bạo nộ rồi đứng lên, 1,5 triệu thuần dương đan, liền mua một cái như vậy thứ đồ hư, nếu không là Lăng Tiêu nhắc nhở, chỉ sợ hắn trở lại cũng bị lão giả đánh chết. Hổ tử đối với Lăng Tiêu lòng sinh cảm kích sau khi, đối với Vi Âu tràn đầy vô tận phẫn nộ. Nhưng Vi Âu cũng trơn trượt, trong nháy mắt liền đem trên sạp hàng tất cả mọi thứ cất đi, một hồi liền nhảy ra mọi người vòng vây. Ngươi chờ ta, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu tử, lần sau đừng để cho ngươi Vi gia gia nhìn thấy. Vi Âu dù sao cũng là hoàng giả 9 tầng tu vi, rất dễ dàng lại tránh được hổ tử một đòn. Hắn chỉ vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Tên khốn kiếp này, Hùng tiểu hắc cũng là tức giận bất bình, trong tay hắn đại địa ma phủ quơ, vốn định cho Vi Âu đến một hồi, kết quả lão nhân kia đúng là hết sức trơn trượt. Đa tạ Lăng đại ca, nếu không phải là ngươi, ta e sợ thật sự sẽ bị hắn lừa. Hổ tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thành khẩn nói rằng. Không sao, người nắm giữ hoàng kim bá vương hổ huyết mạch, muốn mua chí tôn thần cốt cũng là nên, bất quá người cần phải trợn to hai mắt, này trên đường tên lừa đảo cũng không ít. Đi theo ta, ta biết thánh khư bên trong có một món bảo vật, có thể để cho ngươi triệt để tiến hóa thành hoàng kim bá vương hổ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Trước mắt hổ tử, bản thể chỉ là hoàng kim hổ. Mặc dù có một tia hoàng kim bá vương hổ huyết mạch, nhưng dù sao không có hoàn toàn thức tỉnh. Thật sự, đa tạ Lăng đại ca sau đó ta liền theo ngươi, ngươi để ta chém ai ta liền chặt ai, ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta liền đem đầu của hắn vặn hạ xuống. Hổ tử đầy mặt đều là vẻ hưng phấn, chỉ là hắn người mặc da hổ, lộ ra làn da màu vàng óng nhạt, mang một cái bóng lưỡng đại đầu chọc, khắp khuôn mặt là dữ tợn, hòa thoát thoát một cái địa bĩ lưu manh. Đem so sánh mà nói. Hùng tiểu hắc tuy rằng đen điểm, nhưng xem ra có thể so với hắn hàm hậu hơn nhiều. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắn đã thấy Thái Cổ Hiên bảng hiệu, ngay ở Thiên Yêu đường phố tận đầu. Thái Cổ Hiên xem ra chính là một cái lụi bại tiểu điếm, thế nhưng tới gần Thái Cổ Hiên sau, tất cả mọi người không tự chủ dùng mình một cái, cảm giác được một luồng âm khí hướng về trong thân thể vọt tới. Lấy Thái Cổ Hiên làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong, đều đang không người nào dám bày sạp. Có thể thấy được này Thái Cổ Hiên hết sức quỷ quái. Thái Cổ Hiên cửa lớn rộng mở, bên trong bầy đặt mấy cái bằng gỗ cái giá, mặt trên bầy ra một ít vật đen thùi lùi, có người xương sọ, có ngói vỡ bình, đều có tàn khuyết lư hương, còn có bẩn thỉu thạch đầu. Mọi người đầu tiên nhìn cảm giác, phảng phất là tiến vào một cái thu phá lạn địa phương. Nếu không phải là cửa rõ ràng viết Thái Cổ Hiên ba chữ, mọi người còn tưởng rằng đi lộn địa phương. Thái Cổ Hiên bên trong có một cái ghế nằm, mặt trên nằm một cái bẩn thỉu lão đầu. Mặc cũ nát đạo bào, râu ria xồm xàm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hai mắt khép hờ, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Dĩ nhiên là đang ngủ, tất cả mọi người hơi kinh ngạc,
đây chính là Trần Đồng trong miệng tiền bối. Đây cũng quá khác loại, mà Lăng Tiêu nhìn thấy trên cái giá những thứ đó thời gian, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang. Chí tôn khí, vô thượng thần kim, tuyệt thế yêu đan, bất quá đều lây dính đại mộ khí, quả nhiên là mộ vương thành người a. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, ấn chứng trong lòng mình suy đoán. Mộ vương thành là chiến thần đại lục một cái thế lực thần bí, thực lực không kém gì cái kia chút võ đạo thánh địa, gió êm dịu nước thế gia giống như, có người nói đều là bị trời phạt, huyết mạch chịu đến cầm cố, cả đời không cách nào chứng đạo chí tôn. Mộ vương thành lấy trộm mộ mà sống, bọn họ trộm phần lớn đều là thượng cổ đại mộ, thậm chí là thần linh mộ, giống tám đại cấm địa nơi như thế này, bọn họ đi qua đã không biết bao nhiêu lần, tích lũy vô cùng thiên tài địa bảo. Có người nói, mộ vương thành trộm mộ là vì đánh cắp thiên cơ, vì đánh vỡ huyết mạch cầm cố, chỉ là cái tin đồn này rất nhiều người cũng không biết, liền ngay cả mộ tên vương thành, cũng chỉ có cường giả chí tôn mới biết một, hai. Mộ vương thành đàn ông ít ỏi, chân chính mộ nhà truyền nhân rất ít, mà Lăng Tiêu phát hiện, trước mắt lão già này, chính là thuần khiết mộ gia người. Chương 585, mộ vương thành, mộ thiên cơ. Đây là, tu la thần dịch, thành kiếp kinh hô lên nhất thanh, hắn thấy được trên cái giá một cái bình ngọc, mặt trên ghi chú tu la thần dịch bốn chữ. Nhất thời để hắn mặt lộ vẻ kích động. Tu la thần dịch, chính là ở chúng sinh tĩnh mịch nơi, lấy vô thượng sát khí cùng thiên địa sát cơ dựng dục vô số năm, mà hình thành tu la thần dịch, có thể khiến người ta tốt hơn lĩnh ngộ tu la tâm ý, chạm đến tu la chi đạo. Coi như là ở tu la tông bên trong, tu la thần dịch cũng cực kỳ quý giá, có thể gặp mà không thể cầu, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây gặp. Như là thành kiếp có thể có được tu la thần dịch, rất có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết tu la thần thông pháp tướng. Có thể lập tức đột phá đến hoàng giả cảnh. Thiên tâm thập kiếm, kiếm nguyên thần ở trên giá, thấy được một quyển bí tịch, mặt trên ghi chú thiên tâm thập kiếm, để hắn chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên tâm thập kiếm truyền thuyết là thượng cổ thiên tâm lão nhân ghi lại, cũng không phải là cái gì vô thượng thần thông, nhưng cũng có thể trợ giúp kiếm tu ngưng tụ vô thượng kiếm tâm, chém phá tất cả ràng buộc, đạt đến kiếm tâm thông linh trí cảnh. Kiếm nguyên thần dừng lại ở vương hầu cảnh lâu như vậy, cũng là bởi vì kiếm tâm không rất tinh khiết, còn cần đánh bóng. Này thiên tâm thập kiếm có thể nói là thích hợp hắn nhất. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nho nhỏ này thái cổ hiên, cái kia chút trên cái giá đồ vật xem ra giống như là rác rưởi, thế nhưng cẩn thận đến xem, nhưng đều là kinh thiên động địa vô thượng bảo vật. Liền ngay cả Hùng Tiểu Hắc, đều phát hiện một khối đại địa ma hùng yêu đan, để hắn thèm nhỏ dãi không ngớt. Mà nhìn kỹ đi tới, cái kia chút cũ nát lư hương, ngói vỡ mình, dĩ nhiên tất cả đều là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy chí tôn khí. Mặc dù có chút hư hại, nhưng giá trị vẫn là không thể đánh giá. Mà Lăng Tiêu nhưng là thấy được trên giá, có một viên lớn chừng quả đấm màu đen yêu đan, đen kịt như mực, phảng phất ẩn chứa một luồng hắc ám vòng xoáy, để tâm thần của người ta đều phải bị nuốt chừng đi vào. Viên kia màu đen yêu đan tản ra thần bí ánh sáng, phảng phất xuất hiện một đầu màu đen thần cầu, có ba cái đầu, muốn thôn thiên phệ địa. Địa ngục chó ba đầu yêu đan, Lăng Tiêu thanh âm có chút ngưng trọng đứng lên, địa ngục chó ba đầu. Đây chính là thượng cổ thần thú, truyền thuyết có ba cái mệnh trời quy về hắc ám, có thể thả ra hắc ám hủy diệt thần quang, khủng bố vô biên, chính là thuần chính nhất hắc ám thần thú. Mà viên yêu đan chí ít cũng là chí tôn cảnh yêu đan, vô cùng quý giá. Lăng Tiêu cũng có thể nhìn ra, viên này yêu đan xem ra hết sức cổ xưa, sức mạnh trôi mất rất nhiều, tỏa ra một luồng mộ khí, hẳn là mộ vương thành không biết từ đâu cái trong mộ lớn trộm ra. Vô ảnh thần mộc Lăng Tiêu đúng là không nhìn thấy. Bất quá hắn biết lão già này là mộ vương thành người, trong lòng đúng là có niềm tin rất nhiều. Toàn bộ chiến thần đại thế giới, e sợ vẫn không có mộ vương thành không có được đồ vật. Ồn ào chết rồi, ai cho ngươi nhóm tiến vào? Không muốn ảnh hưởng lão phu ngủ, đều cút ra ngoài cho ta. Nằm trên ghế cái lão già đó mở hai mắt ra, hơi không kiên nhẫn nhìn Lăng Tiêu đám người một cái nói. Tiền bối, ta nghĩ mua thiên tâm thập kiếm, không biết cần bao nhiêu thuần dương đan. Kiếm nguyên thần thận trọng nhìn lão gia hỏa một chút. Hỏi. Không bán, hôm nay lão phu tâm tình không tốt, không có mở cửa, tất cả cút đi. Lão gia hỏa liền mắt cũng không trợn, trực tiếp nói. Lăng huynh, làm sao bây giờ? Kiếm nguyên thần cùng thành kiếp bọn người là có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu một chút, cái này thái cổ hiên chủ nhân cũng thật là tính tình cổ quái, tâm tình không tốt là có thể không có mở cửa. Bất quá này thái cổ hiên bên trong vẫn đúng là đều là bảo bối tốt, để kiếm nguyên thần cùng thành kiếp như vậy thánh địa đệ tử, đều là vô cùng mê tít mắt. Không sao, đợi lát nữa tâm tình của hắn là tốt rồi. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn nằm trên ghế lão gia hỏa, bỗng nhiên trong miệng thốt ra một đoạn tối tăm âm tiết, ẩn chứa kỳ quái nào đó vận quy tắc, kiếm nguyên thần đám người tuy rằng đều nghe không hiểu,
nhưng cũng cảm giác được có một loại thần bí lực lượng pháp tắc. Mà nguyên bản nhắm hai mắt lão gia hỏa, trong nháy mắt liền mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. Lăng Tiêu Hộc ra đoạn này âm tiết sau khi, khẽ mỉm cười nói, nếu chủ quán tâm tình không tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lão gia hỏa trong nháy mắt liền nhảy lên, vội vã chạy tới Lăng Tiêu trước mặt, chừng chừng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, đây là Thiên Mệnh Tổng Cương. Lão gia âm thanh đều mang theo vẻ sốt sắng, xem ra hết sức thấp thỏm, cũng hết sức kích động. Không sai, chính là Thiên Mệnh Tổng Cương. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi làm sao biết Thiên Mệnh Tổng Cương? Lão gia âm thanh có chút khàn khàn đứng lên. Một cổ khí tức cường đại từ lão gia trên người lan ra, lớn lao vô cùng, sâu không lường được, vẻ này khí tức âm lãnh, dường như muốn đem người kéo vào trong địa ngục, vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng tối. Đương nhiên là ta nhờ số trời run rủi lấy được, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, xoay người liền muốn ly khai Thái Cổ Hiên. Không cho phép đi, lão gia hỏa nhất thời cuống lên, bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền ngăn ở Lăng Tiêu trước mặt, thần sắc trên mặt vô cùng đặc sắc. Làm sao, Mộ Vương Thành người còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ngươi quả nhiên biết lão phu là Mộ Vương Thành người. Đã như vậy, vậy thì ra giá đi, chỉ cần ngươi đem Thiên Mệnh Tổng Cương cho ta, bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Lão gia hỏa cuối cùng vẫn là phục nhuyễn, cười khổ một tiếng nhìn Lăng Tiêu nói. Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp bọn người là trợn to hai mắt, Thiên Mệnh Tổng Cương lại là vật gì? Bọn họ căn bản đều chưa từng nghe nói. Kết quả nguyên bản cực kỳ phách lối lão gia hỏa, nghe được Thiên Mệnh Tổng Cương bốn chữ, trong nháy mắt giống như là hít thuốc lắc giống như. Thiên Mệnh Chín Thiên, các ngươi chiếm được mấy thiên? Lăng Tiêu liếc nhìn trước lão gia hỏa một chút, nhẹ giọng hỏi. Lão gia hỏa cả người chấn động, nhưng vẫn là cười khổ một tiếng nói, công tử quả nhiên là người rõ ràng, Thiên Mệnh Chín Thiên, vô số năm qua, ta Mộ Vương Thành cũng chỉ là chiếm được 7 thiên mà thôi, chỉ kém Thiên Mệnh Tổng Cương cùng thần bí nhất mệnh trời thứ 9 thiên. Nói như vậy, ngươi chính là thế hệ này Mộ Vương Thành Mộ Vương. Lăng Tiêu nhìn lão gia hỏa một chút hỏi. Không sai, lão phu chính là Mộ Vương Thành thế hệ này Mộ Vương, Mộ Thiên Cơ. Lão gia hỏa chậm rãi nói rằng, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng đứng lên. Mà Mộ Thiên Cơ danh tự này, Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp bọn người là khuôn mặt vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết kinh khủng như vậy nhân vật, bọn họ hẳn nghe nói qua mới đúng, kết quả nhưng cảm giác được hết sức xa lạ. Mà Vô Lương đạo nhân nghe được Mộ Thiên Cơ danh tự này sau, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một vệt tinh mang. Mộ Thiên Cơ, tên rất hay, Thiên Mệnh Tổng Cương có thể cho ngươi, thế nhưng ta muốn 9 khối hoàn chỉnh không gian tinh thạch, ngoài ra ta còn muốn phá giới thôi. Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Thiên Cơ nói rằng. Cái gì, nghe được Lăng Tiêu, Mộ Thiên Cơ cũng giật mình, trực tiếp nhảy đứng lên, mặt đỏ cổ to nói rằng, 9 khối hoàn chỉnh không gian tinh thạch cũng cho qua, phá giới thôi căn bản không khả năng. Chương 586, Thiên Mệnh Tổng Cương. Phá giới toa chính là Mộ Vương Thành chấn tộc chi bảo một trong, Lăng Tiêu cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp liền muốn phá giới toa. Phá giới toa chính là một kiện tàn phá thần khí, có thể qua lại chư thiên vạn giới, thần bí khó lường, Mộ Vương Thành người nghiên cứu vô số năm, thậm chí phát hiện, như là hoàn chỉnh phá giới toa, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua nhân thần hai giới, thẳng tới trong truyền thuyết thần giới. Nhiều năm như vậy, Mộ Vương Thành vẫn không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị phá giới toa, nhưng là dựa vào phá giới toa, để Mộ Vương Thành những năm này ở vô số thượng cổ trong mộ lớn như dẫm trên đất bằng, tránh né đại lượng nguy cơ. Mà hoàn chỉnh không gian tinh thạch, chỉ có hoàn chỉnh tiểu thế giới mới có thể thai nghén ra, ẩn chứa thế giới pháp tắc, càng là cường giả chí tôn cô đọng trong cơ thể tiểu thế giới nhất định bảo vật một trong. Lăng Tiêu vừa mở miệng, sẽ phải 9 viên hoàn chỉnh không gian tinh thạch, tuy rằng để Mộ Vương Thành có chút đau lòng, nhưng còn không đến mức không lấy ra được. Phá giới toa liền vượt ra khỏi Mộ Thiên Cơ trong lòng dự trù. Lăng Tiêu cũng không tức giận, cười híp mắt nói rằng, Mộ Vương, Thiên Mệnh Tổng Cương ý vị như thế nào, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng. 9 viên hoàn chỉnh không gian tinh thạch, thêm vào phá giới toa, phi thường công đạo, nếu là ta lòng dạ ác độc một chút, coi như là lại thêm thần mộ kiếm, chỉ sợ ngươi cũng không thể không cho ta đi. Thần mộ kiếm, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Mộ Thiên Cơ cả người run lên, cười khổ nhìn Lăng Tiêu một chút. Thiếu niên này đối với Mộ Vương Thành cũng thật là quen thuộc, phá mộ kiếm có thể nói là Mộ Vương Thành đệ nhất chí bảo, chính là chấn tộc khí vận đồ vật, là một kiện hoàn chỉnh không sứt mẻ thần khí. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá cùng Thiên Mệnh Tổng Cương so ra, coi như là chấn tộc thần khí cũng không tính là gì. Bởi vì hoàn chỉnh Thiên Mệnh Chín Thiên, chính là có thể giải khai Mộ Vương Thành huyết mạch giam cầm vô thượng mệnh trời bí thuật,
chỉ có chiếm được thiên mệnh chín thiên, mới có thể hoàn toàn phá mở nguyền rủa, khôi phục thân thể tự do. Vì thế, Mộ Vương Thành mong muốn trả giá bất cứ giá nào. Mộ Thiên Cơ trầm mặc một lát, hiển nhiên tâm lý cũng đang kịch liệt giãy giụa, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, phá giới toa có thể cho ngươi, bất quá hoàn chỉnh không gian tinh thạch chúng ta bây giờ chỉ có 7 viên, trước tiên có thể cho ngươi 7 viên, mặt khác 2 viên chờ chúng ta được sau lại cho ngươi. 7 viên liền 7 viên đi, bất quá viên kia địa ngục chó ba đầu yêu đan, tu la thần dịch, thiên tâm thập kiếm, đại địa ma hùng chi xương, đào mộc kiếm, còn có chuôi này hổ vương thiên đao cũng phải cho ta, đúng rồi, ta còn muốn vô ảnh thần mộc. Qua loa liền những này đi, Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, không có chút nào khách khí. Ngươi vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm a. Mộ Thiên Cơ tức giận mà cười, những bảo vật này ở trong mắt hắn tuy rằng không tính là hết sức quý giá, thế nhưng cứ như vậy bị Lăng Tiêu cho lường gạt, hắn vẫn trong lòng rất khó chịu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Đây là thiên mệnh tổng cương một phần, ta tin tưởng Mộ Vương Thành tín dự, hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Chờ bắt được phá giới toa cùng không gian tinh thạch sau liền tới tìm ta đi, ta sẽ ngủ ở Thiên Hương Lâu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Thiên Hương Lâu sao, Lăng Tiểu Hữu, Thánh Khư mở ra thời điểm, người chắc cũng sẽ đi thôi. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói, không sai, Lăng Tiêu gật gật đầu, như là Lăng Tiểu Hữu có thể ở Thánh Khư bên trong, được thiên mệnh thứ 9 thiên, hy vọng Lăng Tiểu Hữu có thể bán cho ta, đến thời điểm giá cả dễ thương lượng. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói, ồ, ngươi liền xác định như vậy thiên mệnh thứ 9 thiên ở Thánh Khư bên trong. Hơn nữa coi như ở, chỉ sợ ta cũng không nhất định có thể có được đi. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Cơ một cái nói. Ta tin tưởng Lăng Tiểu Hữu, đến thời điểm ta Mộ Vương Thành cũng sẽ có truyền nhân đi tới Thánh Khư, mong rằng Lăng Tiểu Hữu trông nom một, hai. Mộ Thiên Cơ trong ánh mắt lóe lên một tia phong mang, cười nói. Được, xem ở ngươi nhiều như vậy bảo vật mặt mũi của, ta đáp ứng. Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, cùng Mộ Thiên Cơ ước định thời gian sau, Lăng Tiêu đám người rồi rời đi Thái Cổ Hiên. Địa ngục chó ba đầu yêu đan cùng vô ảnh thần mộc bắt được sau khi, thức tỉnh hắc ám huyết mạch bảo vật liền gọp đủ. Hơn nữa địa ngục chó ba đầu yêu đan, so với Lăng Tiêu trong tưởng tượng phẩm chất thực sự tốt hơn nhiều, Lăng Tiêu thậm chí suy đoán, này hai huynh muội rất có thể sẽ thức tỉnh bản mệnh thần thông. Tu La thần dịch cho thành kiếp, thiên tâm thập kiếm cho kiếm nguyên thần, đại địa ma hùng chi xương cho hùng tiểu hắc. Hổ vương thiên đao cho hổ tử. Mà đào mộc kiếm thì bị vô lương đạo nhân không chút khách khí cầm đi, đây chính là trăm vạn năm gỗ đào tâm chế tạo khí phôi, thích hợp nhất vô lương đạo nhân, mặc dù chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng lại có lên cấp chí tôn khí tiềm lực. Chỉ cần vô lương đạo nhân em eo uẩn nhướng, tất nhiên có thể phát huy ra vô cùng uy lực đến. Đa tạ Lăng huynh, cần bao nhiêu thuần dương đan, Lăng huynh cứ mở miệng. Kiếm nguyên thần cùng thành kiếp đều rất cảm kích, đặc biệt là hùng tiểu hắc cùng hổ tử. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng có phần, mỗi một người đều ở nơi đó cười khúc khích, ôm trong ngực bảo bối không buông tay. Các ngươi cho là ta sẽ thiếu hụt này điểm thuần dương đan sao? Đều là huynh đệ không cần thiết khách khí như vậy, như là các ngươi không thu, cái kia ta muốn phải tức rồi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Cuối cùng, kiếm nguyên thần cùng thành kiếp đều chỉ có thể cười khổ nhận, bọn họ cũng biết Lăng Tiêu trên người thuần dương đan, e sợ so với những lão quái vật kia còn nhiều hơn. Huống chi? Vừa Lăng Tiêu còn từ Mộ Thiên Cơ nơi đó lường gạt 7 viên hoàn chỉnh không gian tinh thạch cùng phá giới toa. Phá giới toa bọn họ không biết là bảo bối gì, thế nhưng không gian tinh thạch đây chính là chứng đạo chí tôn, cô đọng tiểu thế giới chuẩn bị đồ vật, giá trị không thể đánh giá. Lăng huynh, thiên mệnh tổng cương rốt cuộc là thứ gì? Rời đi Thái Cổ Hiên, kiếm nguyên thần rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng. Thiên mệnh tổng cương, là thiên mệnh chín thiên phần đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một phần. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Nói, Mộ Vương Thành hay là các ngươi chưa từng nghe nói, cái thế lực này không có chút nào luận võ đạo thánh địa yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Chỉ là Mộ Vương Thành đàn ông ít ỏi, hạt nhân tộc nhân đều bị trời phạt cầm cố, gió êm dịu nước thế ra giống như, cả đời không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thiên mệnh chín thiên, trong truyền thuyết ẩn chứa mệnh trời lực lượng, chỉ cần có thể được hoàn chỉnh thiên mệnh chín thiên, là có thể mở ra huyết mạch cầm cố, thu được tự do. Mộ Vương Thành lấy trộm mộ mà sống, vô số năm qua từ rất nhiều thượng cổ trong mộ lớn, được vô số bảo vật, nhưng là tối trọng yếu bọn họ hay là muốn tìm kiếm thiên mệnh chín thiên. Lăng Tiêu cũng không giấu giếm chút nào, đem thiên mệnh chín thiên cùng Mộ Vương Thành quan hệ nói một lần. Thì ra là vậy, không vào chí tôn, cũng đã có chí tôn thần uy, như là Mộ Vương Thành giải khai huyết mạch cầm cố, vậy bọn họ nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Kiếm nguyên thần trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chấn động vẻ. Hắn nhớ tới ở thiên thần thành bên trong,
Lý Thuần Phong không quá nửa bước chí tôn tu vi, nhưng cũng lấy sức một người trọng thương Nam Thiên Tuyệt, ngăn cản Nam Thiên Tuyệt cùng Tinh Đế hai đại chí tôn. Mộ Vương thành người, chỉ sợ cũng là như vậy khủng bố. Chương 587, thức tỉnh hắc ám huyết mạch. Kiếm Nguyên Thần cùng thành kiếp đám người đối với Lăng Tiêu càng phát tò mò, Mộ Vương thành cùng Thiên Mệnh chín thiên như vậy bí mật, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe nói, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên quen thuộc như vậy, hơn nữa còn có Thiên Mệnh tổng cương, để Mộ Vương thành người đều như vậy lấy lễ để tiếp đón. Mà Thái Cổ Hiên chính là cái kia bẩn lão đầu, dĩ nhiên là Mộ Vương thành Mộ Vương. Mộ Vương, hay là không kém gì Lý Thuần Phong cường giả tuyệt thế. Vừa nghĩ tới bọn họ vừa là ở cùng một vị cường giả chí tôn nói chuyện làm ăn, Kiếm Nguyên Thần bọn người là cảm giác được có chút khó tin. Trở lại Thiên Hương lâu sau khi, Lăng Tiêu liền định vì là Dạ Phong cùng Dạ Mộng thức tỉnh hắc ám huyết mạch. Thiên Hương lâu là Tu La Tông sản nghiệp, ở Thiên Hương lâu bên trong, Lăng Tiêu đám người chiếm được cao nhất lễ đãi. Thiên Hương lâu chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, bày ra cường đại sát phạt đại trận, có chí tôn nói vết tràn ngập, chính là Thiên Hương lâu trọng địa. Lăng Tiêu mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng tiến vào bên trong cung điện. Dạ Phong, Dạ Mộng, hôm nay ta sẽ vì các ngươi thức tỉnh hắc ám huyết mạch, sau đó truyền cho các ngươi hắc ám thiên thư, hy vọng các ngươi có thể tái hiện hắc ám chí tôn vinh quang, không nên cô phụ dòng máu của các ngươi lực lượng. Lăng Tiêu nhìn hai người một chút, nhẹ giọng nói, hắc ám thiên thư, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là cả người chấn động, có chút khó tin nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi tại sao có thể có hắc ám thiên thư? Thôn Thiên Chí Tôn là sư tôn của ta, ta chiếm được Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa, trong đó tự nhiên bao quát hắc ám thiên thư. Lăng Tiêu cũng không có ẩn giấu, khẽ mỉm cười nói. Cái gì, Thôn Thiên Chí Tôn đệ tử? Tin tức này để Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thôn Thiên Chí Tôn chính là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, có người nói hắn vạn năm trước cũng đã phi thăng thần giới, cũng có người nói Thôn Thiên Chí Tôn chết ở vạn năm trước đại kiếp nạn bên trong. Lăng Tiêu nói mình là Thôn Thiên Chí Tôn đệ tử, để Dạ Phong cũng Dạ Mộng đều giống như ở giống như. Ta là Trường Sinh Môn Thánh Tử, Thôn Thiên Chí Tôn tổ sư có linh, ban xuống truyền thừa cho ta. Hôm nay các ngươi thức tỉnh rồi hắc ám huyết mạch, được truyền hắc ám thiên thư, sau đó các ngươi chính là Trường Sinh Môn đệ tử, rõ ràng sao? Lăng Tiêu nhìn Dạ Phong cùng Dạ Mộng nói rằng, phải, bái kiến thánh tử. Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là vừa mừng vừa sợ, Trường Sinh Môn chính là Thôn Thiên Chí Tôn tông môn, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng, bây giờ gặp được Lăng Tiêu, để cho bọn họ có một loại gặp được người thân cảm giác giống nhau, con mắt đều đỏ lên. Được rồi, đứng lên đi, các ngươi giữ chặt tâm thần, khoanh chân ngồi xong. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, bù, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra 1 triệu thuần dương đan. Ở bên trong cung điện bày ra một cái siêu cấp tụ linh đại trận, toàn bộ cung điện đều bị thuần dương khí bao phủ, thủy khí bốc hơi, hào quang tràn ngập, xem ra như thần cảnh. Sau đó, Lăng Tiêu đem địa ngục chó ba đầu yêu đan, vô ảnh thần mộc, âm dương huyền quả cùng hư không hắc kim đằng lấy ra. Địa ngục chó ba đầu yêu đan chính là có thể so với cấp chí tôn yêu đan, tích chứa trong đó tinh khiết nhất hắc ám pháp tắc. Vô ảnh thần mộc, âm dương huyền quả cùng hư không hắc kim đằng đều là vô thượng thánh dược, lợi dụng mấy cái thiên tài địa bảo này, vì là hai cái thiếu niên thức tỉnh hắc ám huyết mạch, chỉ sợ cũng ngay cả này võ đạo thánh địa, đều không nhất định sẽ có lớn như vậy tác phẩm. Lăng Tiêu đây là dự định, không chỉ muốn vì bọn họ triệt để thức tỉnh hắc ám huyết mạch, còn muốn để tu vi của bọn họ một lần đột phá đến vương hầu cảnh. Ầm ầm, Lăng Tiêu hai DPU cổ di tay kết ấn, bên trong cung điện thuần dương khí dồn dập hướng về Dạ Phong cũng Dạ Mộng toàn thân vào tới, tinh thuần sức mạnh không ngừng cọ rửa bên trong cơ thể của bọn họ tạp chất, đồng thời mở ra bọn họ cả người kinh mạch cùng khiếu huyệt. Đây là bước thứ nhất, lợi dụng thuần dương khí đoán thể, để cơ thể bọn họ vô hạn tiếp cận thuần dương thân thể. Ở thuần dương khí rội rửa hạ, Dạ Phong cũng Dạ Mộng trên người có nồng nặc màu đen tạp chất tràn ra, da thịt cũng bắt đầu trở nên trong suốt như ngọc lên, cả người bắt đầu tỏa ra một luồng lưu ly thanh tịnh khí tức. Âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng cùng vô ảnh thần mộc trôi nổi ở trong hư không, Lăng Tiêu trước ngực có một đóa màu vàng hoa sen lơ lửng, Thôn Thiên chân hỏa rừng rực vô cùng, tỏa ra sức mạnh vô cùng to lớn. Bây giờ Thôn Thiên chân hỏa đã có thể so với trong truyền thuyết thiên hỏa, thậm chí có uy hiếp nửa bước chí tôn sức mạnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể lột xác thành trong truyền thuyết chí tôn diễm, chân chính chí tôn diễm, thậm chí ngay cả chí tôn cũng có thể miễn cưỡng luyện hóa thành cho. Này ba cây vô thượng thánh dược, tản ra nhàn nhạt hào quang, trong nháy mắt đã bị Thôn Thiên chân hỏa cuốn lên, sau đó bay vào đến rồi Thôn Thiên kim liên bên trong. Lăng Tiêu bây giờ lực lượng nguyên thần cực cường, đã khôi phục được tuyệt phẩm luyện đan tông sư cảnh giới. Tuy rằng còn không bằng đời trước kinh khủng như vậy, thế nhưng lấy Thôn Thiên Kim Liên đến nung nấu thánh dược,
cũng là vô cùng dễ dàng sự tình. Ba cây vô thượng thánh dược, trong nháy mắt liền dung hóa thành một đoàn óng ánh hào quang óng ánh, ở thôn Thiên Kim Liên Uẩn nhưỡng hạ, bắt đầu tinh luyện trong đó thần tính vật chất. Này ba cây vô thượng thánh dược, lại thêm địa ngục chó ba đầu yêu đan, cũng là vì tăng cường Dạ Phong cùng Dạ Mộng huyết mạch lực lượng bản nguyên. Thật sự là hắc ám huyết mạch quá mức khủng bố, cùng Tuyết Phi Cửu U huyết mạch giống như, đều là đương thời cao cấp nhất sức mạnh huyết thống, có thể so với thần thú huyết mạch. Dạ Phong cùng Dạ Mộng thân thể quá mức yếu đuối, Lăng Tiêu nếu quyết định trợ bọn họ một lần đột phá đến vương hầu cảnh, cái kia cơ thể bọn họ nhất định phải đi qua rèn luyện, sinh mệnh bản nguyên cũng muốn tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một bên khống chế thuần dương khí vì bọn họ tẩy mao phạt tủy, một bên uẩn nhưỡng ba đại thánh dược tinh hoa lực lượng. Sau 3 ngày, Dạ Phong cùng Dạ Mộng thân thể bắt đầu tỏa ra một loại nhàn nhạt bảo quang, bọn họ ngồi xếp bằng ở vô tận thuần dương khí bên trong, thậm chí không cần Lăng Tiêu đi dẫn dắt, cũng đã có thể tự chủ đi thu nạp thuần dương khí. Lăng Tiêu biết, đây là hậu thiên bảo thể viên mãn, đã hướng về thuần dương thân thể thay đổi dấu hiệu. Rơi, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thôn Thiên Kim Liên giãn ra, một đoàn cực kỳ hào quang óng ánh trong nháy mắt phân hóa thành hai đám, hướng về Dạ Phong cùng Dạ Mộng hạ xuống. Ba đại vô thượng thánh dược tích chứa lực lượng là bực nào bằng bạc. Dạ Phong cùng Dạ Mộng cảm giác được thân thể đều sắp xanh bạo, cả người kinh mạch cũng bắt đầu tràn ra vết máu, cả người đều vô cùng thống khổ. Nhưng là bọn hắn nhớ kỹ Lăng Tiêu, giữ chặt tâm thần, một tiếng đều không lên tiếng, mặc cho thân thể đi thu nạp ba đại vô thượng thánh dược sức mạnh. Ầm ầm, thiên địa chấn động, càn khôn nổ vang, Lăng Tiêu trong ánh mắt phảng phất có màu vàng thiểm điện bắn ra. Địa ngục chó ba đầu yêu đan trong nháy mắt ngang trời mà lên, theo Lăng Tiêu một chỉ điểm ra. Toàn bộ cung điện phảng phất trong nháy mắt bị bóng tối vô cùng vô tận bao phủ lại. Giống, một vị xem ra vô cùng dữ tợn địa ngục chó ba đầu, giãy giụa rít gào, muốn tự yêu trong nội đan tránh ra, tỏa ra vô tận hung uy. Chết rồi vô số năm, còn không cam lòng sao? Cho ta tán, Lăng Tiêu quát khẽ một tiếng, mi tâm có một đạo kim sắc thiểm điện bắn ra, cái kia đầu địa ngục chó ba đầu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bóng tối vô cùng vô tận pháp tắc. Dạ Phong cùng Dạ Mộng trong nháy mắt bị này cỗ hắc ám pháp tắc bao phủ lại. Chương 588, thứ 6 thánh tử khiêu khích. Ầm ầm ầm, phảng phất là thiên hà rít gào, vô tận biển khơi khuấy động, một luồng hắc ám cổ xưa, thần bí sức mạnh bàng bạc từ Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội trong thân thể vang vọng. Thời khắc này, hai người bọn họ phảng phất biến mất ở trong vùng hư không này, bóng tối vô tận lực lượng tràn ngập ra. Dạ Phong cùng Dạ Mộng ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, cả người bắt đầu tỏa ra một cổ thần bí gợn sóng, trên người khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất là hắc ám quân vương, nắm trong tay sức mạnh vô cùng vô tận. Ở sau lưng của hai người, có hai vị thần bí bóng mờ nổi lên, dường như muốn từ vô tận trong thời không bước ra, hướng về hai người rót vào bóng tối vô cùng vô tận sức mạnh. Này cỗ hắc ám huyết mạch, dĩ nhiên so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Đã như vậy, vậy thì thừa cơ hội này, hắc ám thiên thư cũng truyền cho các ngươi đi. Lăng Tiêu ánh mắt thần mang lóe lên, hắn trong nguyên thần bay ra một mảnh kinh văn màu đen, xem ra cổ xưa thần bí. Đây là hắc ám thiên thư, cũng nhật nguyệt tinh thần kinh giống như, đều là Lăng Tiêu năm đó từ cổ trong di tích lấy được thượng cổ tuyệt học. Lấy bây giờ Lăng Tiêu nguyên thần cường độ, đã đầy đủ ngưng tụ ra truyền thừa chân ý, để Dạ Phong cùng Dạ Mộng được hắc ám thiên thư truyền thừa. Bù, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ám thiên thư trong nháy mắt liền nhảy vào lớn hơn hai người giữa chân mày, sau đó hóa thành một mảnh huyền ảo lực lượng pháp tắc, bắt đầu ở trong lòng bọn hắn chảy xuôi. Thiên địa chi sơ, hắc ám chi nguyên, chúng thần quy khư, vạn vật chi tông, phá ngày mà sống, dung thiên nhi diệt. Như hồng trung đại lữ, cổ xưa mà thanh âm thần bí, ở Dạ Phong cùng Dạ Mộng huynh muội giữa chân mày nổ vang. Hai người đều lâm vào thần bí ngộ đạo cảnh bên trong. Còn có những đại thần này thông, tất cả đều ban cho các ngươi. Cứu càng có thể lãnh ngộ bao nhiêu, tự xem các ngươi tạo hóa. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trước hắn chém giết Nam Thiên Tôn đám người, chóc ra rất nhiều hoàn chỉnh đại thần thông, Lăng Tiêu từ trong đó chọn lựa mấy chục đạo hắc ám thuộc tính đại thần thông, cũng là trong nháy mắt dung nhập vào hai huynh muội trong óc. Đây là vô thượng tạo hóa, một bước lên trời tạo hóa. Lăng Tiêu tin tưởng, chờ này hai huynh muội tỉnh lại, nhất định sẽ cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người khí tức không ngừng tăng cường, hắc ám pháp tắc cũng hướng tới ổn định đứng lên. Bọn họ trong thân thể hắc ám huyết mạch, đã cùng cơ thể bọn họ hợp thành một thể, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, Lăng Tiêu lúc này mới yên lòng lại, chuẩn bị ly khai cung điện. Lăng đại ca, người rốt cục đi ra. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, cung điện bên ngoài Hùng Tiểu Hắc cùng Hổ Tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu sững sờ, chậm rãi hỏi.
Lăng đại ca, 3 ngày trước ngươi bế quan sau khi, Ngô số lượng đạo trưởng, Kiếm đại ca cùng Thành đại ca cũng đều rối rít bế quan. Thế nhưng Đế Mộ Sơn thứ 6 thánh tử, liền đưa tới chiến thư muốn khiêu chiến ngươi. Hùng Tiểu Hắc liền vội vàng nói, không sai, cái kia thứ 6 thánh tử nói ngươi chính là chỉ là hư danh, giết Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung 3 đại tinh tử, là bởi vì Lý Thuần Phong trợ giúp, nói muốn cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Nhưng là bởi vì ngươi bế quan, tên kia liền nói ngươi là chột dạ, ở lưỡng giới thành bên trong khắp nơi bôi đen ngươi. Hổ tử cũng là tức giận bất bình nói, Đế Mộ Sơn, thứ 6 thánh tử, Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một lau vẻ cười lạnh. Ở Táng Thần Quật bên trong, nếu không là thứ 6 thánh tử có quấn vải liệm cái này chí tôn khí, đồng thời chạy so sánh nhanh, sợ là sớm đã bị Lăng Tiêu làm thịt rồi. Hắn như thế có niềm tin kêu gào, chẳng lẽ là có cái gì dựa dẫm hay sao? Nhưng vào lúc này, Thiên Hương Lâu ở ngoài lại truyền tới náo động tiếng. Lăng đại ca, bọn họ lại tới nữa rồi. Này 3 ngày, bọn họ ngày ngày ở Thiên Hương Lâu ở ngoài chửi bậy, nói ngươi là con rùa đen rút đầu, còn nói ngươi chính là bại tướng dưới tay hắn. Hùng Tiểu Hắc nghe phía bên ngoài tiếng gào, trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Đi, chúng ta đi nhìn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thứ 6 thánh tử lớn lối như thế, chẳng lẽ là Đế Mộ Sơn có chí tôn tới trước sao? Vẫn là khiêu chiến này có âm mưu gì? Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, hướng về Thiên Hương Lâu ở ngoài đi đến. Hổ tử, chúng ta đi. Ha ha ha, lần này những tên khốn kiếp kia phải xui xẻo, Nam Thiên Tôn đều bị Lăng đại ca làm thịt rồi, cái kia cái gì chó má thứ 6 thánh tử, khẳng định cũng là hoa ngược mệnh. Hùng Tiểu Hắc tự tin tràn đầy, lôi kéo hổ tử đi theo. Ở Thiên Thần Thành bên trong, hắn chính là tận mắt thấy Lăng Tiêu đại phát thần uy, chém Nam Thiên Tôn, chỉ là thứ 6 thánh tử lại đáng là gì. Thiên Hương Lâu ở ngoài, thứ 6 thánh tử vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt có chút tái nhợt, có một loại nhàn nhạt âm khí, ánh mắt lãnh đạm cực kỳ, ngạo nghễ mà đứng. Ở xung quanh hắn, có một đám Đế Mộ Sơn đệ tử, ở nơi đó càn rỡ hô to, khắp khuôn mặt là cười nhạo vẻ. Lăng Tiêu, người con rùa đen giúp đầu, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận. Nhà ta thứ 6 thánh tử đại nhân, 3 chiêu là có thể tiêu diệt ngươi. Đều rùa rụt cổ 3 ngày, cũng thật là giữ được bình tĩnh a. Đừng nói thứ 6 thánh tử đại nhân, ta là có thể chém hắn. Đế Mộ Sơn đệ tử ở đại hống đại khiếu, hết sức làm càn, trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không là lưỡng giới thành bên trong cấm chỉ đấu nhau, chỉ sợ bọn họ đều phải vọt thẳng đi vào đem Lăng Tiêu bắt được. Thiên Hương Lâu ở ngoài, có rất nhiều vây xem nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc, đều đang sôi nổi nghị luận, vẻ mặt khác nhau. Này Lăng Tiêu cũng thật là chuyên gây rắc rối a. Trước đắc tội rồi Tinh Thần Cung cùng Nam Thiên Thế gia không nói, tại sao lại chọc tới Đế Mộ Sơn đám người điên này? Kha kha, có thể không chỉ chừng này, người không biết 3 ngày trước, Lăng Tiêu đoạt đi rồi Hàn Phong đại nhân nô lệ sao? Hàn Phong đại nhân đối với hắn cũng rất khó chịu, truyền thuyết hắn chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, cũng không biết là thật hay giả. Mặc kệ thật hay giả, hắn bất quá chỉ là một cái tán tu, phía sau vừa không có cường đại võ đạo thánh địa chỗ dựa. Dĩ GP phi nhiên là thành người người đều muốn nắm một thanh quả hồng nhũn. Phần lớn người đều là một bộ nhìn có chút hả hê ngữ khí, hiển nhiên đều muốn nhìn Lăng Tiêu xấu mặt. Đế Mộ Sơn buồn phiền Thiên Hương Lâu cửa, đã đánh cuộc 3 ngày, trong này cố nhiên có khiêu chiến Lăng Tiêu ý tứ, còn có chính là Đế Mộ Sơn cùng Tu La Tông quan hệ cũng không tiện, vì lẽ đó cùng nhau chặn lại Thiên Hương Lâu chuyện làm ăn. Hàn Phong đến rồi, có người kinh hô lên nhất thanh. Xa xa, Hàn Phong người mặc màu đỏ thấm chiến giáp, đầy đầu tóc tím bay lượn, vóc người hết sức khôi ngô hùng tráng, khí huyết cuồn cuộn, ở một đám thiên yêu vệ quay chung quanh hạ, hướng về Thiên Hương Lâu đi tới. Hàn Phong trong tay nhấc theo một thanh 8 cạnh tử kim chùy, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng sát khí, dĩ nhiên cũng là một kiện chuẩn chí tôn khí, hết sức khủng bố. Đế huynh, Lăng Tiêu vẫn là làm con rùa đen giúp đầu, không muốn đi ra không? Hàn Phong cười lạnh một tiếng nói, thứ 6 thánh tử họ Đế tên 6, ở Đế Mộ Sơn bên trong. Có 9 đại thiên tài tuyệt thế thừa kế đế vừa đến đế 9 này 9 cái tên, vì lẽ đó bình thường mọi người xưng hô bọn họ thứ 6 thánh tử. Chương 589, Hóa Thần Chí Tôn Đan. Không sai, Hàn huynh, đều nói này Lăng Tiêu chém Nam Thiên Tôn, giết Thất Sát, phá quân cùng Tham Lang 3 đại tinh tử, bây giờ xem ra, chỉ sợ là nói quá sự thật a. Thứ 6 thánh tử cười nhạt một cái nói, Thiên Yêu Cung cùng Tu La Tông cũng là đối nghịch quan hệ, chính là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Vì lẽ đó Thiên Yêu Cung cùng Đế Mộ Sơn quan hệ đúng là cũng không tệ lắm. Đế huynh, cái kia Lăng Tiêu nếu như quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là dự định liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Hàn Phong nói rằng, ồ, Hàn huynh có cao kiến gì?
Thứ sáu thánh tử hơi sững sờ, ba ngày trước Lăng Tiêu cướp đi Hàn Phong hai cái nô lệ sự tình, Ây Đúc Ni hắn cũng đã từng nghe nói, Hàn Phong khẳng định đối với Lăng Tiêu cũng là một bụng tức giận. Lưỡng giới thành tuy rằng cấm chỉ đấu nhau, thế nhưng như bổn thiếu gia nô lệ bản thân đoạt đi rồi, bản thiếu gia đi đem nắm về, vậy coi như không phải đấu nhau. Hàn Phong thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cao A, Hàn Huynh, chỉ cần đem cái kia Lăng Tiêu bước ra, chỉ sợ hắn muốn không chấp nhận sự khiêu chiến của ta, cũng. Thứ sáu thánh tử mừng lớn nói, Đế Huynh, xem ta, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Phong cười nhạt, sau đó quay về sau lưng Thiên Yêu vệ hạ lệnh, bổn thiếu gia nô lệ bị người cướp đoạt đi rồi, ở nơi này Thiên Hương lâu bên trong, các ngươi cho ta đi vào đem người lấy ra đến. Phải, một đám khí huyết ngập trời, hung hãn vô cùng Thiên Yêu vệ đồng thời quát to một tiếng, như lang như hổ hướng về Thiên Hương lâu bên trong nhào tới. Lớn mật, đây là ta Tu La Tông trụ sở, Hàn Phong, ngươi là muốn gây nên Tu La Tông cùng Thiên Yêu cung trong đó chiến tranh sao? Thiên Hương lâu đại trưởng quỹ, là một cái mập mạp người trung niên, xem ra rất hòa thuận, tu vi cũng chỉ có hoàng giả cảnh một tầng, giờ khắc này gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xuống, nhưng vẫn là chỉ có thể nhắm mắt hô lớn. Gây nên Tu La Tông cùng Thiên Yêu cung trong đó chiến tranh. Ngươi cũng xứng, ngươi Thiên Hương lâu tư tàng trọng phạm, đoạt bổn thiếu gia nô lệ, bản thiếu gia hôm nay liền muốn hủy đi ngươi Thiên Hương lâu. Hàn Phong cười lạnh đạo, như hùng sư một loại trong đôi mắt to, tràn đầy lạnh như băng màu máu. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lăng Tiêu toàn thân áo trắng, vóc người thon dài, hờ hững bình tĩnh đi ra Thiên Hương lâu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là Lăng Tiêu. Xem ra bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên, cũng không có ba đầu sáu tay a, hắn là thế nào giết Nam Thiên Tôn. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp được Lăng Tiêu, nhìn thấy một người như vậy xúc vô hại thanh tú thiếu niên, đều cũng có chút khó có thể tin tưởng được bọn họ nghe được nghe đồn. Đế Mộ Sơn thứ sáu thánh tử, ta không hiểu, trước ngươi đều từ trong tay của ta đào tẩu qua một lần, phát hiện ở từ đâu tới sức mạnh dám tới khiêu chiến ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thứ sáu thánh tử một cái nói. Lăng Tiêu, người rốt cục cam lòng đi ra. Thứ sáu thánh tử nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia huyết sắc. Ở táng thần quật bên trong, chính là Lăng Tiêu đoạt đi rồi hắn thần linh thể xác, lúc đó nếu không là trong quan tài đá, có một đạo kinh khủng kiếm khí kéo tới, chém giết Đế Mộ Sơn ba hơn nửa bước chí tôn, thiếu chút nữa phá tan rồi quấn vải liệm, hắn không cho là Lăng Tiêu sẽ là đối thủ của hắn. Có quấn vải liệm món chí bảo này, hắn đã lập phù thế bất bại. Mọi người nghe được Lăng Tiêu đều là sững sờ. Nhìn dáng dấp trước Lăng Tiêu cùng thứ sáu thánh tử dĩ nhiên chiến qua một lần, hơn nữa kết cục vẫn là thứ sáu thánh tử trốn. Sao có thể có chuyện đó? Như là Lăng Tiêu đánh bại thứ sáu thánh tử làm sao còn khả năng tới cửa khiêu khích? Đây quả thực là tự rước lấy nhục mà. Thứ sáu thánh tử âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, Lăng Tiêu, táng thần quật bên trong, người đoạt đi rồi bản tọa thần linh thể xác, đồng thời hại chết ta Đế Mộ Sơn ba đại trưởng lão, hôm nay ta sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận, có dám hay không đánh với ta một trận? Thần linh thể xác, nghe được thứ sáu thánh tử nhắc tới thần linh thể xác, tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Liền ngay cả Hàn Phong ánh mắt cũng biến thành nồng nhiệt nóng lên. Táng thần quật bên trong có thần linh thể xác, nhưng là trừ Đế Mộ Sơn ở ngoài, còn xưa nay chưa từng nghe nói có ai có thể làm ra thần linh thể xác đến. Thần linh thể xác bên trong, có lẽ có thần linh tuyệt thế công pháp, có lẽ có vô thượng thần khí, trọng yếu hơn chính là có thần linh thành thần bí mật a. Tin tức này truyền đi, e là cho dù là một ít chí tôn đều ngồi không yên. Thứ sáu thánh tử, ngươi cũng không nên hướng về trên người ta dội nước bẩn, liền ngươi đều không mang được thần linh thể xác, ngươi cho là ta có thể mang đi sao? Ngươi Đế Mộ Sơn ba đại trưởng lão, là bị táng thần quật trong sát cơ phai mờ, cùng ta có quan hệ gì? Ta có thể không có hứng thú tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận có cái gì thần linh thể xác. Trong quan tài đá xác thực cũng không có thần linh thể xác, bằng không như là đưa tới chí tôn quan tâm, e sợ đối với hắn mà nói sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Lăng Tiêu, mặc kệ ngươi nói thế nào, thần linh thể xác đều bị ngươi đoạt đi rồi, đồng thời hại chết ta Đế Mộ Sơn ba đại trưởng lão, có gan lời liền đánh với ta một trận. Thứ sáu thánh tử cười lạnh một tiếng nói, thật không tiện, đối với bại tướng dưới tay ta, ta không có hứng thú ra tay lần thứ hai. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thứ sáu thánh tử ánh mắt phát lạnh. Âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, Lăng Tiêu, ở táng thần quật bên trong, như không phải là bởi vì vị này quan tài đá dị động, người sớm đã chết ở trong tay ta, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Hàn Phong cũng là cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, ngươi như vậy ba lần bốn lượt,
xem ra cái gọi là thiên tài cũng chỉ đến như thế, Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba đại tinh tử cũng không biết là ngươi dùng thủ đoạn gì hại chết. Hắn là ý định ở Kích Lăng Tiêu, lưỡng giới thành bên trong có quyết đấu chiến trường, nhất định phải song phương đồng ý mới có thể tiến hành quyết đấu, như là một phương bất đồng ý, một phe khác cũng không dám ra tay. Lưỡng giới thành quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, coi như là Đế Mộ Sơn cùng Thiên Yêu Cung đệ tử, cũng không dám dễ dàng xúc phạm. Lăng Tiêu, là nam nhân hãy cùng ta chiến một hồi. Như là ngươi có thể thắng ta, viên này hóa thần chí tôn đan sẽ là của ngươi. Thứ sáu thánh tử cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một viên màu đen đan dược, tản ra nhàn nhạt linh quang, xem ra vô cùng thần bí, có thần bí lực lượng pháp tắc đan dệt. Vẻ này mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, nhất thời để mọi người cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Hóa thần chí tôn đan, chính là tăng lên nguyên thần lực đan dược, hoàng giả 9 tầng cường giả muốn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới, nguyên thần là một bình lớn cổ. Mà có hóa thần chí tôn đan, là có thể đề cao thật lớn hoàng giả 9 tầng đột phá đến nửa bước chí tôn khả năng. Hóa thần chí tôn đan sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hơi có chút trầm ngâm. Thứ sáu thánh tử quá kỳ hoặc, dĩ nhiên không tiếc lấy ra hóa thần chí tôn đan đến, cũng phải cùng hắn đánh cược, để Lăng Tiêu cảm thấy một luồng nồng nặc âm mưu. Chẳng lẽ là Đế Mộ Sơn chí tôn ở sau lưng thao túng sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, bề ngoài nhưng không chút biến sắc, cười nhạt một cái nói, được. Ngươi đã muốn tặng cho ta hóa thần chí tôn đan, ta như là không thu cũng thật là phụ ngươi lần này hảo ý, sự khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận rồi. Chương 590, quyết đấu khởi phong vân. Lăng Tiêu rất tò mò, vì sao thứ sáu thánh tử nhất định phải cùng hắn một trận chiến, hắn muốn nhìn một chút, Đế Mộ Sơn đến cùng có âm mưu gì. Rất tốt, ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, chờ ngươi bại ở trong tay ta thời điểm, ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Thứ sáu thánh tử cười lạnh một tiếng nói, chuẩn bị kỹ càng hóa thần chí tôn đan, nó là của ta rồi. Lăng Tiêu cười nhạt đáp lại nói, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, chúng ta quyết đấu trên đài gặp đi. Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt giết lóe lên, hừ lạnh một tiếng, mang theo Đế Mộ Sơn đông đảo đệ tử xoay người rời đi. Lăng Tiêu, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng đế huynh đánh một trận. Thực sự là không biết sống chết, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở đế huynh trong tay chống đỡ mấy chiêu. Hàn Phong cũng là cười lạnh một tiếng, ở thiên yêu vệ vây quanh, tùy tùng thứ sáu thánh tử đi. Lăng đại ca, cái kia thứ sáu thánh tử quá kiêu ngạo, đợi lát nữa ngươi nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Hùng Tiểu Hắc e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng, hắn đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin, coi như là thứ sáu thánh tử là Đế Mộ Sơn thiên tài tuyệt thế, hoàng giả cảnh ba tầng tu vi, thế nhưng liền Nam Thiên Tôn đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, chỉ là thứ sáu thánh tử đáng là gì. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay là người trong truyền thuyết kia Đế Mộ thánh tử, mới có tư cách cùng Lăng Tiêu một trận chiến đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Lưỡng giới thành quyết đấu đài, trong thành, là một tòa cổ xưa bệ đá, mặt trên khắc họa chí tôn nói vết, pháp tắc đan dệt, ánh sáng mịt mờ, hết sức kiên cố. Tòa này quyết đấu đài, lúc sớm nhất chính là giải quyết hai tộc người và yêu ân oán mà thiết lập, sau đó từ từ liền biến thành lưỡng giới thành trong chiến trường. Ở lưỡng giới thành bên trong không cho phép đấu nhau, nhưng là có thể ở quyết đấu đài thượng tiến hành quyết đấu. Lăng Tiêu cùng thứ sáu thánh tử đánh một trận tin tức, đi qua mọi người truyền miệng, rất nhanh sẽ truyền khắp cái này lưỡng giới thành. Rất nhiều hai tộc người và yêu cường giả đều đến nơi này, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Đế Mộ Sơn cũng là một đại võ đạo thánh địa, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là Đế Mộ Sơn 9 đại thánh tử uy chấn thiên hạ, từng cái đều là thiên tài tuyệt thế. Mà Lăng Tiêu càng là mới vừa quật khởi thiên tài tuyệt thế, ở thiên thần thành bên trong chém Nam Thiên Tôn, tàn sát Thất Sát, phá quân cùng Tham Lang ba đại tinh tử, càng là truyền thuyết hắn chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, danh tiếng truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Thế nhưng lưỡng giới thành khoảng cách thiên thần thành rất xa, rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy Lăng Tiêu, đối với nghe đồn đa số ôm thái độ hoài nghi, vì lẽ đó trận chiến này ai thắng ai thua, mọi người thái độ bất nhất, đều là vô cùng chờ mong. Thậm chí còn có người đang quyết đấu đài bày đánh cuộc, mọi người dồn dập lấy ra thuần dương đan đặt tiền cuộc, có người xem trọng Lăng Tiêu, cũng có người nhìn thấy thứ sáu thánh tử. Lăng đại ca, ta đè ép 300,000 thuần dương đan, đây là ta tất cả của cải, người có thể nhất định phải thắng a. Hùng Tiểu Hắc hưng phấn nói, Lăng đại ca, ta đè ép 1,500,000 thuần dương đan. Hổ tử để Lăng Tiêu cùng Hùng Tiểu Hắc đều là sợ hết hồn, 1,500,000 thuần dương đan đây chính là hổ tử tất cả gia sản, hắn dĩ nhiên tất cả đều đè ép đi ra ngoài. Tỷ số bồi là bao nhiêu? Lăng Tiêu hỏi, 1:3, Lăng đại ca ngươi nếu là thắng,
hổ tử sẽ phải thu về 450 vạn thuần dương đan. Hùng Tiểu Hắc liền vội vàng nói, Lăng đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Hổ tử cười hắc hắc nói, các ngươi đúng là tin tưởng ta, nếu như vậy, ta cũng không thể để cho các ngươi thua nhiều như vậy thuần dương đan. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Lăng Tiêu mắt sáng lên, thấy được quyết đấu dưới đài, Đế Mộ Sơn đệ tử dĩ nhiên cũng mở ra đánh cuộc, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt độ cong, đi thẳng tới. Ta muốn đặt tiền cuộc, đây là 10 triệu thuần dương đan. Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, nhìn Đế Mộ Sơn mọi người nói. Cái gì, Đế Mộ Sơn đệ tử đều là sững sờ, Lăng Tiêu chính mình dĩ nhiên cũng phải đặt tiền cuộc, hơn nữa còn là 10 triệu thuần dương đan. Bọn họ mở đánh cuộc gộp lại thu đánh cược vốn cũng không đến 10 triệu thuần dương đan, Lăng Tiêu như thắng, cái kia Đế Mộ Sơn sẽ phải thường cho hắn 30 triệu thuần dương đan a. Ngươi, đặt ai? Đế Mộ Sơn đệ tử nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Đương nhiên là đặt chính ta. Các ngươi Đế Mộ Sơn có thể phải chuẩn bị tốt thuần dương đan, bằng không đợi một hồi nếu là không có 30 triệu thuần dương đan cho ta, vậy ta lại sẽ rất không cao hứng. Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, không sai, sau đó xoay người đi lên quyết đấu đài. Này Lăng Tiêu liền tự tin như vậy hắn có thể thắng. Thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Tôn không giống nhau, ta nghe nói thứ sáu thánh tử trong tay, có thể là có thêm một cái hoàn chỉnh chí tôn khí, đã lập phu thế bất bại, Lăng Tiêu từ đâu tới sức mạnh. Cái này còn thật bất hảo nói a. Nhìn hắn tự tin như thế, nói không chắc cũng có cường đại lá bài tẩy, như là Lăng Tiêu cũng có chí tôn khí, cái kia trận chiến này nhưng là chơi thật khá. Kha kha, coi như là hắn có chí tôn khí thì lại làm sao? Chỉ là vương hầu cảnh tu vi, cùng thứ sáu thánh tử trong đó cách biệt một cảnh giới lớn, căn bản không phát huy ra chí tôn khí uy năng. Lăng Tiêu thua chắc rồi, mọi người nghị luận sôi nổi, có người nghi ngờ không thôi, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Quyết đấu đài từ lưỡng giới thành phủ thành chủ trưởng quản, phủ thành chủ hai đại phủ chủ, chính là một người một yêu hai đại chí tôn. Thứ sáu thánh tử đem hóa thần chí tôn đan giao cho người của phủ thành chủ, ký xuống quyết đấu hình, vừa xoay người nhảy lên quyết đấu đài. Quyết đấu đài từ ngoại giới xem ra cũng không lớn, chỉ có chu vi mấy to khoảng 10 trượng, thế nhưng là nội hàm khổng lồ không gian, có chí tôn nói vết cùng trận pháp bao phủ, cực kỳ kiên cố, hoàn toàn có thể chịu đựng chí tôn cảnh trở xuống cường giả trong đó quyết đấu. Lăng Tiêu, hôm nay trận chiến này ngươi nhất định phải chết, bất kể là thần linh thể xác vẫn là xích long chiến thần truyền thừa, đều sẽ thuộc về ta. Thứ sáu thánh tử ánh mắt nóng rực, ngạo nghễ mà đứng, nhìn phía xa Lăng Tiêu lạnh giọng nói rằng. Phí lời thật nhiều, muốn đánh thì đánh, giải quyết rồi, ta còn chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện đây. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói rằng, muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thứ sáu thánh tử mắt sáng lên, quanh thân trong nháy mắt tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Hoàng giả cảnh ba tầng, tu vi so với lên Nam Thiên Tôn còn muốn kém hơn rất nhiều, thế nhưng trên người hắn lại có một luồng tĩnh mịch mà khí tức âm lãnh, phảng phất tự cửu u địa ngục mà đến, trần phong vạn năm, có một loại đem thiên địa vạn vật đều hóa thành đất chết sát ý. Ầm ầm, thứ sáu thánh tử trong ánh mắt sát cơ lóe lên, một trường đánh ra, mênh mông trường ấn bao phủ thiên địa, như một tòa màu đen thần sơn, tản ra ngập trời tử khí, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Đồng thời, thứ sáu thánh tử phía sau thần quang óng ánh, một vị cực kỳ kinh khủng đại mộ xuất hiện ở trong hư không, tỏa ra một luồng phá tan bầu trời khí thế. Đến hay lắm, Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững cực kỳ, hướng về thứ sáu thánh tử đấm ra một quyền. Răng rác, màu vàng chớp giật ngang dọc hư không, Lăng Tiêu quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra một mảnh sáng chói màu vàng thần hà, phảng phất có một cái chân long từ quyền của hắn mang bên trên bắn ra, ngang trời đánh về phía thứ sáu thánh tử. Chương 591, Vô Thượng Ngọc Thi, hung uy ngập trời. Lăng Tiêu khí huyết ngập trời. Đây là thuần túy thân thể lực lượng, từ khi ngưng luyện ra thiên long thân thể sau, Lăng Tiêu là thân thể tựu như cùng chấn thiên thần nhạc, ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh. Bất kể là tất cả thần thông, chư thiên pháp thì lại, hắn chỉ có một quyền phá đi. Quyền trưởng chạm nhau, thứ sáu thánh tử trưởng ấn trong nháy mắt nổ ra, thế nhưng trên người hắn nhưng có một tầng hào quang màu đen hiện ra, tỏa ra FX F4 F5L phù văn cổ xưa gợn sóng, đó là quấn vải liệm sức mạnh, ẩn chứa kinh khủng chí tôn thần uy. Lăng Tiêu không có gì bất lợi một quyền, trực tiếp bị quấn vải liệm chặn lại rồi. Đế Mộ Sơn quấn vải liệm, trong truyền thuyết là thần vương quấn vải liệm, bị thần vương huyết nhuộm dần, là một kiện mạnh mẽ vô cùng chí tôn khí, hầu như có đổ thần diệt ma sức mạnh. Có quấn vải liệm, thứ sáu thánh tử có thể nói đã là đứng ở thế bất bại. Răng rác, quấn vải liệm tán phát ra đạo đạo màu đen pháp tắc gợn sóng, cùng thứ sáu thánh tử sau lưng đại mộ hòa làm một thể, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Đế Mộ trong truyền thuyết chỉ huy chư thiên vạn giới, trấn áp hỗn độn cơ duyên vô thượng đại đế mộ,
ẩn chứa đem thiên địa tất cả thuộc về sức mạnh của cái chết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ này hắc ám khí tức, lại có thể trung hòa Lăng Tiêu bàng bạc khí huyết, thậm chí có một loại muốn ăn mòn Lăng Tiêu khí huyết gợn sóng. Như là một loại cường giả, e sợ bị Đại Mộ một chấn, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một mảnh cho bụi. Lăng Tiêu, hôm nay ta liền phải nói cho ngươi, ta mới là chiến thần đại lục thiên tài tuyệt thế, mà ngươi chỉ là một con kiến hôi rác rưởi. Thứ sáu thánh tử giống lớn một tiếng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, có vẻ khí phách phi dương. Hắn người mặc thần vương quấn vải liệm, chấp trưởng không thượng đế mộ, hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà đến, mặc dù chỉ là hoàng giả ba tầng tu vi, nhưng này cũng vô cùng uy thế, nhưng để vô số nửa bước chí tôn đều có chút sắc mặt ngưng trọng lên. Thứ sáu thánh tử đã có chém giết nửa bước chí tôn lực lượng. Lăng Tiêu, làm như thế nào chống đối? Hừ, ta liền biết tiểu tử này chỉ là hư danh, thân thể mạnh mẽ thì lại làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể chống đối chí tôn khí hay sao? Hàn Phong cười lạnh một tiếng đạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử cũng đều là có chút khẩn trương, quyết đấu đài bên trong, Lăng Tiêu phảng phất đã rơi vào hạ phong. Vừa giao thủ, liền rơi vào hạ phong, điều này hiển nhiên không phải là cái gì điểm tốt đầu. Quyết đấu trên đài, Lăng Tiêu vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh. Đối mặt hướng về hắn chân áp mà đến vô thượng đại mộ, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một đạo phong mang vẻ, hắn trong nháy mắt xông lên tận trời, quanh thân có long uy tràn ngập, áng vàng rừng rực vô cùng. Như một đạo thần dương bộc phát ra, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, kinh khủng khí huyết hòa lẫn thôn thiên chi hỏa, trong nháy mắt hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đây là đại nhật chi quyền, cũng là vô thượng thiên long thần quyền, đấm ra một quyền, mặt trời đổ nát, càn khôn rung động, nóng rực hỏa diễm bao phủ bầu trời, trong nháy mắt rơi vào đại mộ bên trên. Răng rác, nguyên bản còn như thực chất giống như đại mộ, bị thôn thiên chân hỏa cuốn một cái, màu đen tử khí dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, thân thể còn như chớp giật đến từ trên trời, một quyền đánh vào thứ sáu thánh tử trên lồng ngực. Ầm ầm, thần vương quấn vải liệm nổi lên, vô cùng phù văn đan dệt, chí tôn thần uy bộc phát ra, tuy rằng cuối cùng đem Lăng Tiêu một quyền này sức mạnh chặn lại rồi, nhưng thứ sáu thánh tử cũng là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn 10 trượng. Ngươi đáng chết, thứ sáu thánh tử có chút thẹn quá thành giận, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, có thần vương quấn vải liệm, hắn đều bị Lăng Tiêu một quyền cho đánh lui. Kinh khủng kia quyền cương bên trên truyền ra sóng sức mạnh, để thứ sáu thánh tử đều có chút thầm kinh hãi, này Lăng Tiêu quả nhiên cùng đồn đại trong giống như, một thân kinh khủng thân thể lực lượng, còn như thượng cổ thần thú giống như, lấy lực vượt 10.000 pháp. Vù, thứ sáu thánh tử trong tay ánh sáng lóe lên, một cái màu đen quan tài trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, nắp quan tài trong nháy mắt được mở ra, màu đen tử khí tràn ngập ra, trong đó có hào quang óng ánh lấp lóe, một vị thân cao 2 trượng, toàn thân như ngọc đại hán khôi ngô đi ra. Đây là đế mộ Sơn Ngọc Thi, toàn thân lưu động quang mang rực rỡ, lưu ly hoàn mỹ, óng ánh lóa mắt, ẩn chứa khủng bố vô biên sức mạnh. Ngọc Thi, là chỉ đứng sau ngày thi tồn tại, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, hơn nữa có thể phi thiên độn địa, vô cùng mạnh mẽ. Đế mộ Sơn cường đại nhất vẫn là khống thi phương pháp, thứ sáu thánh tử biết mình sức mạnh căn bản không phải Lăng Tiêu đối thủ, vì lẽ đó quả quyết triệu hoán ra Ngọc Thi. Này là Ngọc Thi là thứ sáu thánh tử cường đại nhất lá bài tẩy, trước vì hắn chém giết quá rất nhiều nửa bước chí tôn cường giả, hung uy ngập trời. Ngọc Thi trừ có hay không linh trí ở ngoài, có cường chiến đấu lớn thiên phú, hơn nữa không sợ chết, một mực thân thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với chuẩn chí tôn khí, một loại nửa bước chí tôn, căn bản không có biện pháp tổn thương được Ngọc Thi. Vì lẽ đó, này một bộ Ngọc Thi, coi như là đồng thời đối mặt hai, ba nửa bước chí tôn, cũng có thể chiến thắng. Ngọc Thi, không nghĩ tới thứ sáu thánh tử dĩ nhiên có Ngọc Thi, lần này Lăng Tiêu chết chắc rồi. Không sai, Ngọc Thi vô cùng quý giá, truyền thuyết chính là lấy ngã xuống chí tôn thi thể tế luyện mà thành, coi như là lấy đế mộ Sơn bí pháp, cũng phải tế luyện mấy nghìn năm, mỗi một bộ Ngọc Thi đều là đế mộ Sơn chí bảo, này một bộ Ngọc Thi ra tay, muốn chém giết một cái nửa bước chí tôn, chính là chuyện dễ dàng. Lăng Tiêu lần này có thể đá vào tấm sắt lên, cơ thể hắn mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Ngọc Thi sao? Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ sợ là Lăng Tiêu thua chắc rồi. Giống, Ngọc Thi xuất hiện ở bên trong đất trời, trong miệng phát ra một đạo chấn động bầu trời giống to, nhất thời phong vân biến sắc, mây đen bao phủ, toàn bộ đất trời đều bao phủ một luồng nhàn nhạt sát khí cùng sát cơ. Cao 2 trượng Ngọc Thi, bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu, hai mắt tràn ngập nồng nặc màu máu, một luồng hung hãn khí hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến, ánh sáng lóe lên, Ngọc Thi liền biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Có thể phi thiên độn địa, hư không na di Ngọc Thi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên,
hắn dù muốn hay không trực tiếp triển khai đại na di thần thông, chuyển rời đến mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Quả nhiên, Ngọc Thi xuất hiện ở Lăng Tiêu nguyên bản đứng địa phương, đấm ra một quyền, hư không rung động, mọc lên đạo vệt sóng gợn. Giống, Ngọc Thi giống lớn một tiếng, cả người sát khí khóa được Lăng Tiêu, lại là đấm ra một quyền. Xanh Ngọc nắm đấm, ẩn chứa một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh, dường như muốn đem hết thảy đều xé thành phấn vụn. Ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết Ngọc Thi, mạnh như thế nào. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, vị này Ngọc Thi rốt cục để hắn cảm thấy uy hiếp, đồng thời cũng kích phát rồi hắn chiến ý trong lòng. Từ Thiên Long thân thể đại thành sau khi, Lăng Tiêu thân thể lực lượng đã có thể nói là cùng cấp vô địch, chí tôn trở xuống cường giả, ở thân thể lực lượng trên có thể đủ thắng quá Lăng Tiêu, hầu như có thể nói là không có. Mà trong truyền thuyết Ngọc Thi, cũng là cứng như kim cương, có thể so với một cái cường đại chuẩn chí tôn khí. Lăng Tiêu không tránh không né, tương tự là hướng về Ngọc Thi đấm ra một quyền. Răng rác, màu vàng chớp giật từ ánh quyền trên bắn ra, hư không rung động, màu vàng quyền cương cùng Ngọc Thi một quyền va chạm, vô cùng thần quang bộc phát ra, nhất thời thiên địa cũng bắt đầu oanh nổi lên. Chương 592, gắng chống đỡ vô địch Ngọc Thi. Lăng Tiêu cùng Ngọc Thi ngạnh hám một quyền, nhất thời hư không ầm ầm, đạo vệt sóng gợn tràn ngập, cái kia cổ kinh khủng kình khí bao phủ tứ phương, dường như muốn đem hư không đều sụp đổ rồi. Vèo, Lăng Tiêu cùng Ngọc Thi đồng thời rút lui mà về, quả nhiên hung hãn, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, này là Ngọc Thi thân thể cường hãn vô cùng, dĩ nhiên đã bị luyện hóa thành có thể so với chuẩn chí tôn khí sức mạnh, sức phòng ngự cực cường, bên ngoài thân bao phủ một tầng xanh ngọc ánh sáng, tản ra thần bí chí tôn nói vết. Giống, Ngọc Thi giống lớn một tiếng, trong ánh mắt màu máu tràn ngập, hắn mặc dù không có linh trí, nhưng cũng có cực kỳ cường hãn bản năng chiến đấu, nhất thời lại hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, Ngọc Thi tốc độ cực nhanh, một quyền đánh về Lăng Tiêu đầu, đồng thời trong miệng phun ra một đạo màu đen thần quang, ẩn chứa một luồng tĩnh mịch sức mạnh, nhanh như thiểm điện. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cực cường, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình bây giờ thân thể cực hạn đến cùng ở nơi nào. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mênh mông long uy tràn ngập ra, Lăng Tiêu quanh thân kim quang mãnh liệt, bên ngoài thân bên trên phảng phất nổi lên màu vàng long lân. Mỗi một đạo long lân đều cực kỳ huyền ảo, còn như thượng cổ phù văn, tỏa ra cực hạn thân thể lực lượng. Lăng Tiêu chân đạp cương bước, triển khai đại na di thần thông, liền như ở tinh không bên trong thế giới ngang dọc, trong nháy mắt liền tránh ra đạo kia màu đen thần quang, sau đó xuất hiện ở Ngọc Thi phía sau, một quyền đánh vào phía sau lưng hắn bên trên. Răng rác, như một cái màu vàng chân long trực tiếp đụng phải trên mặt đất, Ngọc Thi lảo đảo một cái, phía sau phù văn nổ ra, vẻ này lực phản chấn để Lăng Tiêu đều bị đẩy lui. Thế nhưng thừa dịp Ngọc Thi có chút lảo đảo thời điểm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, bùng nổ ra long bạo thần thông, quanh thân trở nên cực kỳ cuồng bạo, trong nháy mắt bạo phát 16 lần sức chiến đấu. Cong, Lăng Tiêu toàn thân kim quang óng ánh, tóc đen phi dương, như một vị thiếu niên chiến thần, cùng Ngọc Thi ở trong hư không kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền đối oanh mấy chục hơn trăm quyền. Thiên địa ầm ầm, toàn bộ quyết đấu đài cũng bắt đầu tỏa ra hào quang óng ánh, chí tôn nói vết bị thôi thúc đến rồi cực hạn. Phảng phất sau một khắc, quyết đấu đài đều phải trực tiếp nổ ra giống như. Này Lăng Tiêu dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Hàn Phong cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Phía trước các loại nghe đồn, trong lòng hắn vẫn ôm hoài nghi, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Ngọc Thi kịch liệt chém giết, hắn mới tin tưởng, nguyên lai Lăng Tiêu thật sự nắm giữ đánh bại Nam Thiên Tôn, giết chết tinh thần cung ba đại tinh tử sức mạnh. Đế Mộ Sơn là một cái cực kỳ đặc biệt võ đạo thánh địa. Tuy rằng tu vi sức chiến đấu cũng rất trọng yếu, nhưng là bọn hắn lợi hại nhất vẫn là tế luyện cương thi thủ đoạn. Giống như là thứ sáu thánh tử, bản thân cảnh giới tu vi hay là không bằng Nam Thiên Tôn, thế nhưng này một bộ vô địch Ngọc Thi sức chiến đấu, đủ để tàn sát nửa bước chí tôn, e là cho dù là Nam Thiên Tôn ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu lấy sức một người, dĩ nhiên cùng vô địch Ngọc Thi giết cái khó hòa giải, cái này há chẳng phải là nói Lăng Tiêu đã có nửa bước chí tôn chiến lực sao? Ầm ầm ầm, thứ sáu thánh tử phiêu phù ở trên hư không, quanh thân phù văn tràn ngập, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ở khống chế của hắn bên dưới, vô địch Ngọc Thi bùng nổ ra tuyệt thế hung uy, không ngừng cùng Lăng Tiêu va chạm. Lăng Tiêu mặc dù đã đem Thiên Long thân thể cùng Long Bạo thần thông thôi thúc đến rồi cực hạn, nhưng vẫn không sai không có cách nào đánh bại vô địch Ngọc Thi. Như là tu vi của ta đột phá đến rồi hoàng giả cảnh, ngưng tụ thần thông pháp tướng, Thiên Long thân thể mới có thể hoàn toàn đại thành. Đến thời điểm coi như là này là Ngọc Thi, cũng có thể một quyền đánh giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ, chủ yếu vẫn là hắn tu vi bây giờ có chút không đủ. Vương hầu cảnh 9 tầng,
cùng hoàng giả cảnh dù sao vẫn là có khác biệt rất lớn. Vương hầu cảnh ngưng tụ loại thần thông, hiểu ra thiên địa pháp tắc, mà hoàng giả cảnh nhưng là lợi dụng những này thần thông pháp tắc, cùng võ đạo của mình bản nguyên hòa làm một thể, một lần ngưng tụ thần thông pháp tướng, có càng kinh khủng hơn sức mạnh. Này giống như là một nắm cát cùng một khối đá khác biệt. Vương hầu cảnh ngưng tụ thần thông nhiều hơn nữa, cũng chỉ là từng viên một độc lập hạt cát, kém xa hoàng giả cảnh đem thần thông hòa làm một thể, hóa thành đá sức mạnh mạnh như vậy. Bất quá vương hầu cảnh là cơ sở, tu luyện thần thông càng nhiều, tự nhiên hoàng giả cảnh sức chiến đấu cũng là càng phát khủng bố. Hơn nữa cùng Ngọc Thi đại chiến thời điểm, Lăng Tiêu cũng phát hiện thứ 6 thánh tử khống chế Ngọc Thi thủ đoạn, đơn giản chính là nguyên thần lực áp chế, có thể nói là thứ 6 thánh tử nguyên thần, mặc vào Ngọc Thi sát ngoài, ở cùng Lăng Tiêu đại chiến. Vì lẽ đó, muốn đánh tan Ngọc Thi, nhất định phải phá tan thứ 6 thánh tử nguyên thần khống chế. Ngọc Thi thiên hỏa, phần thiên diệt địa, thứ 6 thánh tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng cây ết một DP2A là có chút lo lắng. Lăng Tiêu sức chiến đấu dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, liền ngay cả vô thượng Ngọc Thi cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Theo thứ 6 thánh tử hét lớn, Ngọc Thi quanh thân hỏa diễm bốc lên, tràn ngập một tầng màu trắng ánh lửa, như bạch cốt chi hỏa, tỏa ra một luồng đốt diệt linh hồn sức mạnh. Ngọc Thi hướng về Lăng Tiêu vào tới, quanh thân Ngọc Thi thiên hỏa bốc lên, kèm theo sự công kích của hắn, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Như là người bình thường, e sợ căn bản kháng không được mấy quyền. Ngọc Thi thiên hỏa sao? Chỉ đến như thế, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhất thời thôn thiên chân hỏa bốc lên, như một đạo đạo kim sắc hoa sen trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Lăng Tiêu trong con ngươi, phảng phất có màu đen thần mang lấp lóe, hắn một trường đánh ra, lòng bàn tay phun ra phù văn thần bí lực lượng, màu đen diệt hồn châm đến từ trên trời, tỏa ra một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Đại diệt hồn thuật, diệt hồn châm, lấy Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay, triển khai đại diệt hồn thuật phối hợp diệt hồn châm sức mạnh, coi như là Ngọc Thi cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt bị diệt hồn châm xuyên thủng mi tâm. Phá, Lăng Tiêu muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu, vì lẽ đó cứng rắn đã trúng Ngọc Thi một quyền, đồng thời cũng một chưởng vỗ vào Ngọc Thi mi tâm bên trên, đem diệt hồn châm đánh vào đến rồi Ngọc Thi trong óc. Bởi vì Lăng Tiêu biết, Ngọc Thi thức hải mới là thứ 6 thánh tử khống chế Ngọc Thi đất nòng cốt. Răng rác, màu đen thiểm điện ngang dọc, đại diệt hồn thuật sức mạnh hủy diệt bạo phát, ở Ngọc Thi trong óc, phảng phất nhấc lên một mảnh hủy diệt bão táp, nhất thời đem Ngọc Thi trong óc một tia nguyên thần lực lượng phá tan rồi. A, thứ 6 thánh tử thảm kêu một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Tuy rằng phá hủy Ngọc Thi trong óc một tia nguyên thần, còn không đến mức để thứ 6 thánh tử hoàn toàn mất đi đối với Ngọc Thi khống chế, nhưng cũng là để hắn bị không nhẹ phản phệ. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết a! Thứ 6 thánh tử giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Ầm ầm, Ngọc Thi trong óc, một cổ thần bí, uy nghiêm mà khí tức kinh khủng bốc lên, trong nháy mắt đem đại diệt hồn thuật sức mạnh triệt để áp chế. Đó là một đạo thân ảnh già nua, người mặc hắc bào, ánh mắt lãnh đạm, sừng sững ở trong hỗn độn, như một vị quan sát chúng sinh thần linh. Hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về Lăng Tiêu trong óc bay tới. Chương 593, Đế Lâm Nguyên Thần, Chí Tôn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn nhất thời cũng cảm giác được, này đạo thân ảnh già nua, dĩ nhiên là Chí Tôn ở lại Ngọc Thi trong phân thần, hơn nữa luồng khí tức kia cùng thứ 6 thánh tử trên người giống như đúc. Đế Mộ Sơn Chí Tôn, không trách thứ 6 thánh tử không phải muốn khiêu chiến Lăng Tiêu, nguyên lai chân chính âm mưu ở đây sao? Muốn lấy Chí Tôn nguyên thần, đến đoạt xác Lăng Tiêu. Không nghĩ tới, liền ngay cả Chí Tôn đối với hắn cũng nổi lên hứng thú. Bất quá, đáng tiếc người đánh nhầm rồi chú ý. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, không có chút nào ngăn cản, mặc cho đạo kia Chí Tôn nguyên thần tiến vào hắn trong óc. Vô Tự Thiên Thư, cho ta trấn áp. Đạo kia già nua nguyên thần một xuất hiện ở Lăng Tiêu trong óc, Lăng Tiêu nhất thời liền thúc giục Vô Tự Thiên Thư. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tự Thiên Thư tán phát ra đạo đạo pháp tắc thần quang, cổ xưa thần bí, trong nháy mắt liền hướng về đạo kia già nua Chí Tôn nguyên thần bao phủ đi. Cái gì? Đạo kia già nua nguyên thần tiến vào Lăng Tiêu trong óc, còn chưa kịp phản ứng, nhất thời liền thấy cổ xưa mênh mông Vô Tự Thiên Thư hướng về hắn chấn áp mà đến, nhất thời để mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu, người quả nhiên chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, này Thiên Thư. Này Thiên Thư, tuyệt đối là vô thượng thần khí a. Già nua nguyên thần cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Bất kể có phải hay không là Xích Long chiến thần truyền thừa, người đều chết chắc rồi. Không nghĩ tới đường đường Đế Mộ Sơn Chí Tôn, dĩ nhiên sẽ giấu ở Ngọc Thi bên trong ám hại ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, lãnh đạm nói rằng.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng cảnh giác, Đế Mộ Sơn Chí Tôn đều đang coi trọng hắn, khó giữ được cũng sẽ có những thứ khác Chí Tôn sẽ nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng có của hắn một loại cảm giác gấp gáp, khẩn cấp muốn tăng cao thực lực. Lăng Tiêu bây giờ coi như là thủ đoạn ra hết, không có khả năng đấu thắng một vị chân chính Chí Tôn, biết rõ ngay cả chạy trốn đi cũng rất khó. Ầm ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư sức mạnh mênh mông, cổ xưa lớn lao, đạo đạo xích thần trật tự trong nháy mắt liền đem đạo kia già nua nguyên thần quấn vòng, trấn áp tại Vô Tự Thiên Thư bên trong. Đạo kia già nua nguyên thần ánh mắt chấn động, trong lòng càng nồng nhiệt nóng lên, hắn nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, lão phu Đế Mộ Sơn Thái Thượng Trưởng lão Đế Lâm, chỉ cần ngươi mong muốn đem xích long chiến thần truyền thừa hiến cho lão phu, ngươi chính là ta Đế Mộ Sơn Thánh Tử, tương lai lão phu nhất định sẽ giúp ngươi chứng đạo chí tôn. Đế Mộ Sơn Thánh Tử, bản thiếu gia không thèm khát, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lòng không hề bị lay động, trực tiếp thúc giục Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, liền muốn đem Đế Lâm này một tia nguyên thần luyện hóa. Lăng Tiêu, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bằng không đợi lão phu phát hiện này một tia nguyên thần bị diệt, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Đế Lâm phát hiện Lăng Tiêu thái độ hết sức kiên quyết, dụ dỗ không thành tựu bắt đầu uy hiếp đứng lên. Chết đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, trong nháy mắt thôi thúc Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, đem Đế Lâm nguyên thần hoàn toàn ma diệt. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, một quyền đem Ngọc Thi đánh bay, sau đó xuất hiện ở thứ 6 thánh tử trước mặt, một cái tay giữ lại cổ họng của hắn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi thất bại, Lăng Tiêu thản nhiên nói, âm thanh vang vọng ở toàn bộ quyết trên đài đấu. Ngươi, làm sao có khả năng? Thứ 6 thánh tử trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, Ngọc Thi bên trong rõ ràng có Đế Lâm nguyên thần giấu đi ở trong đó, Lăng Tiêu dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Là Lăng Tiêu trong nguyên thần, có nguyên thần phòng ngự chí bảo, hay là hắn thật sự có trong truyền thuyết xích long chiến thần truyền thừa? Thứ 6 thánh tử sửng sốt chốc lát, dĩ nhiên quên mất ra tay với Lăng Tiêu. Lục tử, về tới trước, Lăng Tiêu không đơn giản, trên người có bí mật lớn. Một giọng già nua ở thứ 6 thánh tử trong lòng vang lên, hắn nguyên vốn còn muốn thôi thúc thần vương quấn vải liệm tiếp tục cùng Lăng Tiêu đại chiến, thế nhưng nghe được Đế Lâm thanh âm sau khi, hắn mới có hơi không cam lòng ngừng lại. Hơn nữa, hắn cũng biết, Ngọc Thi cũng không có cách nào làm sao Lăng Tiêu, trận chiến này mình là thật sự thua. Lăng Tiêu, toán ngươi thắng, bất quá ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta. Thứ 6 thánh tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, liền phản ứng cũng không có phản ứng hắn một câu, xoay người rời đi quyết đấu đài. Lăng Tiêu, dĩ nhiên thắng, quyết đấu đài ở ngoài, mọi người đều sợ ngây người, không pháp tướng tin vào hai mắt của mình. Thứ 6 thánh tử chẳng những có thần vương quấn vải liệm cái này chí tôn khí, còn có vô thượng Ngọc Thi, đều đang không làm gì được Lăng Tiêu, cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Trận chiến này, triệt để phá vỡ nguyên bản mọi người đối với Lăng Tiêu hoài nghi. Không còn có người hoài nghi Lăng Tiêu không có thực lực chém giết Nam Thiên Tôn. Vừa Lăng Tiêu cái kia còn như thần ma một dạng phong thái, vĩnh viễn khác ở trong lòng mỗi một người. Tiểu tử này, làm sao có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Hàn Phong trong ánh mắt có một tia không cam lòng, hắn đối với Lăng Tiêu cũng rất khó chịu, nguyên bản còn trông cậy vào thứ 6 thánh tử có thể giáo huấn Lăng Tiêu ngừng lại, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đại sư huynh ra tay rồi, thánh khư mở ra. Đại sư huynh nhất định sẽ đến thời điểm nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Hàn Phong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ sát cơ. Ha ha ha, ta liền biết, Lăng đại ca nhất định sẽ thắng. Lăng đại ca uy vũ a, cái gì Đế Mộ Sơn, cái gì Tinh Thần Cung, cái gì Nam Thiên Thế Gia, hết thảy đều là rác rưởi, căn bản không sánh được Lăng đại ca. Hổ tử cùng Hùng tiểu hắc hai cái tên thô lỗ, căn bản không hiểu cái gì gọi đắc tội với người, vừa nói chuyện mà đắc tội với một đám người lớn. Để rất nhiều người đối với hai người bọn họ trợn mắt nhìn. Bất quá dù sao cũng chẳng có ai đối với bọn họ động thủ, trái lại để cho hai người càng phát K1 K7 AFP đắc ý. Đem ra, mau đưa ta thuần dương đan cầm tới cho ta. Hùng tiểu hắc cùng hồ tử ánh mắt sáng ngời, như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp chạy tới Đế Mộ Sơn bày đánh cuộc trước, hướng của bọn hắn muốn thuần dương đan. Những Đế Mộ Sơn kia đệ tử, đều giống như cha mẹ chết giống như, sắc mặt vô cùng khó coi. Hùng tiểu hắc đặt cửa 300,000 thuần dương đan, hổ tử càng là đặt cửa 1,5 triệu thuần dương đan, kết quả Lăng Tiêu thắng, bọn họ thì phải bỏ ra gấp 3 thuần dương đan. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Lăng Tiêu đây chính là đặt cửa dòng giã 10 triệu thuần dương đan A. 10 triệu thuần dương đan, rất nhiều nửa bước chí tôn đều không nhất định có như vậy giá trị bản thân, Đế Mộ Sơn mọi người kết nối với treo tâm đều sắp có. Đặc biệt là nhìn Lăng Tiêu cười híp mắt đi tới,
để cho bọn họ khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, không chỉ hóa thần chí tôn đan cho Lăng Tiêu, thứ sáu thánh tử cùng đông đảo Đế Mộ Sơn đệ tử, liền quần lót đều nhanh phải lấy ra, lại từ lưỡng giới thành Đế Mộ Sơn sản nghiệp điều lấy đại lượng thuần dương đan, mới tập hợp được rồi 30 triệu thuần dương đan giao cho Lăng Tiêu. Nhìn Lăng Tiêu nghênh ngang rời đi thân ảnh, thứ sáu thánh tử răng đều sắp cắn nát, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy cắn người khác sát cơ. Chương 594, địa phủ các ám sát. 30 triệu thuần dương đan, hoặc giả còn là không đủ a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn muốn đi một cái từ xưa đến nay chưa hề có con đường đi tới đỉnh cao, lấy 108 loại vô thượng thần thông, ngưng tụ ra kinh thiên động địa thần thông pháp tướng. Nhưng nếu thật là tu luyện 108 loại vô thượng thần thông, Lăng Tiêu tích lũy chi chất pháp, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, hắn muốn cô đọng thần thông pháp tướng, đột phá đến hoàng giả cảnh cũng nhất định vô cùng gian nan. 30 triệu thuần dương đan mặc dù là một món của cải lớn phú, thế nhưng theo Lăng Tiêu, muốn để cho mình đột phá đến hoàng giả cảnh còn kém một chút. Cái kia chút võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế, cũng không phải là tu luyện càng nhiều hơn vô thượng thần thông, một cái là vô thượng thần thông tu luyện quá mức chậm chậm, hơn nữa lấy thể chất của bọn họ, cũng không giống Lăng Tiêu biến thái như vậy, nếu thật là vượt ra khỏi thể chất gánh nặng, hay là cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở vương hầu cảnh, mà không có cách nào đột phá. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm có suy đoán, như là hắn thật sự trên người chịu 108 loại vô thượng thần thông, đột phá hoàng giả cảnh thời điểm, nhất định sẽ gây nên thiên địa dị biến. 108 là chu thiên viên mãn số lượng, thế nhưng thiên đạo có thiếu, nhân đạo tự nhiên không có khả năng viên mãn, Lăng Tiêu đây vốn chính là hành vi nghịch thiên, nói không chắc ở hoàng giả cảnh liền sẽ xúc động thiên địa lôi kiếp ra thân. Lăng Tiêu vừa suy nghĩ, một bên cùng Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử đồng thời hướng về Thiên Hương Lâu đi đến. Rời đi quyết đấu đài, làm Lăng Tiêu đi tới Thiên Hương Lâu vị trí đường phố thời gian, bỗng nhiên phát hiện trên đường phố không có một người, thiên địa đều trở nên mờ tối đứng lên, một luồng sát cơ lạnh như băng đưa hắn khóa được đứng lên. Hả, nguyên lai còn có hậu thủ sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ. Là hắn biết, thứ sáu thánh tử khiêu chiến hắn, cũng không có đơn giản như vậy, chẳng những có Đế Lâm Nguyên Thần muốn ám hại hắn, bây giờ rốt cuộc lại ở đây bày ra sát trận. Vèo, hư không còn như là sóng nước tản ra, một đạo kiếm khí màu đen từ trên 9 tầng trời hạ xuống, vô thanh vô tức, trong nháy mắt phân hóa thành ngàn tỷ đạo, ẩn chứa một luồng cực kỳ kinh khủng chí tôn thần uy, phảng phất thái sơn áp đỉnh, phải đem hết thảy đều chém thành bột mịn. Các ngươi không nên phản kháng. Lăng Tiêu vội vã cùng Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử nói một câu, trực tiếp đem hai người bọn họ thu vào thiên thần thạch bên trong. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân thần quang óng ánh, áng vàng tràn ngập, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh sáng chói cổ kiếm, tỏa ra để thiên địa run rẩy sức mạnh. Ngũ hành phong thiên thức, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, trong tay thôn thiên kiếm đâm ra, vẻ này tài năng tuyệt thế bộc phát ra, phảng phất hư không đều trực tiếp nổ tung. Thôn thiên kiếm ánh sáng rừng rực, ngũ hành lực lượng kích phát ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngũ hành kết giới, đem tự thân bao phủ lại. Ầm ầm ầm, cái kia chút kiếm khí màu đen hạ xuống, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sát ý, ngũ hành kết giới bên trên nổi lên đạo vệt sóng gợn, sau đó sáng chói phù văn nổ ra, vẻ này chí tôn thần uy hoàn toàn bạo phát, ngũ hành kết giới trong nháy mắt nổ tung. Ầm, mênh mông kiếm khí màu đen đem Lăng Tiêu bao phủ lại, xé thành nát tan. Trên hư không, xuất hiện một người áo đen, xem ra như một cái u linh một loại trôi nổi ở trong hư không, phảng phất cùng hư không hợp thành một thể, không có tỏa ra mảy may khí tức. Cong, Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, thôn thiên kiếm như một đạo ngân hà đến từ trên trời, xung quanh lưu động sáu đạo dâng lên thần quang tiểu thế giới, nhanh đến mức cực hạn. Cái gì, người mặc áo đen kia ánh mắt chấn động, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu phản ứng nhanh như vậy, bóng người của hắn lóe lên, trong nháy mắt giống như là ẩn vào đến rồi trong hư không. Đi sao, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý dâng trào. Người mặc áo đen này xem ra bất quá là hoàng giả 9 tầng tu vi, thế nhưng cái kia tích xúc trời long đất lở một đòn, e là cho dù là một vị nửa bước chí tôn, đều sẽ trong nháy mắt bị giết hết. Thôn thiên kiếm khẽ run, lưu động hoa mỹ thần hà, trực tiếp phá tan rồi hư không, một chiêu kiếm chém xuống. Phốc, huyết quang tràn ngập, người mặc áo đen kia trực tiếp bị Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém thành hai nửa, bị hư không chảy loạn một khuấy, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mà người mặc áo đen kia cực kỳ quả quyết, thấy không biện pháp đào tẩu, dĩ nhiên trực tiếp từ bảo nguyên thần, Lăng Tiêu muốn phải chiếm đoạt hắn nguyên thần, tra hỏi người quần áo đen dự định rơi vào khoảng không. Răng rác, xung quanh âm trầm thiên địa, như là tấm gương bể nát. Lăng Tiêu lại xuất hiện ở náo nhiệt trên đường cái, xung quanh người đến người đi,
phảng phất chút nào cũng không có phát hiện, vừa ở đây xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại ám sát. Tự thành không gian, dẫn ta vào cuộc, thực sự là thủ đoạn cao cường a. Chính là không biết, là địa phủ các thích khách, vẫn là thiên đình các thích khách. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ sát ý lạnh như băng. Trước thì có nghe đồn, nói tinh thần cung cùng Nam Thiên Thế Gia, mời địa phủ các cùng thiên đình các thích khách, muốn ám sát Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, này hai các thích khách dĩ nhiên lớn lối như thế, ở nơi này lưỡng giới thành bên trong, triển khai hành động ám sát. Tinh thần cung, Nam Thiên Thế Gia, chẳng lẽ đã liên thủ với Đế Mộ Sơn sao? Lăng Tiêu ánh mắt hết sức lạnh lẽo, hoàn toàn sinh ra một loại sát ý. Hắn có thể không tin, thứ sáu thánh tử vừa khiêu chiến xong, thích khách liền mai phục tại Lăng Tiêu về Thiên Hương Lâu trên đường tiến hành ám sát chỉ là một trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, vậy đã nói rõ này mấy đại võ đạo thánh địa, đã liên thủ. Các ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi một lần đại, vừa vặn ta vô thượng thần thông, còn thiếu rất nhiều, liền để cho các ngươi trở thành ta bước lên hoàng giả cảnh giới quân lương đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý lóe lên, lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh đứng lên, chậm rãi hướng về Thiên Hương Lâu đi đến. Trở lại Thiên Hương Lâu, Lăng Tiêu đem Hùng Tiểu Hắc cùng Hổ Tử từ thiên thần thạch bên trong phóng ra. Lăng đại ca, ngươi không sao chứ? Hổ Tử vội vã lo lắng hỏi. Ta không sao, người xuất thủ đã bị ta làm thịt. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hùng Tiểu Hắc có chút bận tâm nói rằng, Lăng đại ca, vừa đó là địa ngục không gian. Là địa phủ các thích khách ra tay rồi chứ? Bọn họ cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, lần kế tiếp nên phái ra mạnh hơn thích khách đến DIDAS-8WSM đây. Lăng Tiêu thản nhiên nói, địa phủ các sao? Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi, sớm muộn phải đem này hai đại thích khách tổ chức san thành bình địa. Thời gian sau này, Lăng Tiêu liền ở tại Thiên Hương Lâu bên trong đánh bóng tu vi, cũng không có đi ra ngoài. Rất nhanh, kiếm nguyên thần cùng thành kiếp đều xuất quan, chiếm được thiên tâm thập kiếm cùng tu la thần dịch sau khi, hai người một lần ngưng tụ thần thông pháp tướng, triệt để bước chân vào hoàng giả cảnh một tầng. Hoàng giả cảnh ngưng tụ thần thông pháp tướng, chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp 5 cái cấp độ. Kiếm nguyên thần cùng thành kiếp ngưng tụ đều là thiên cấp thần thông pháp tướng, ở toàn bộ chiến thần đại lục đều thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. Mà thần cấp thần thông pháp tướng có thể gặp mà không thể cầu, phàm là ngưng tụ ra thần cấp thần thông pháp tướng, đều là chiến thần đại lục vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Thần thông pháp tướng đại biểu võ giả tìm hiểu thiên địa pháp tắc cùng tự thân võ đạo bản nguyên kết hợp, tự nhiên càng mạnh thần thông pháp tướng, đại biểu tiềm lực càng mạnh, giống như là thiên cấp thần thông pháp tướng, có khả năng rất lớn tương lai có thể chứng đạo chí tôn. Mà trong truyền thuyết thần cấp thần thông pháp tướng, chỉ cần bất tử, nhất định có thể chứng đạo chí tôn. Chương 595, bồi dưỡng sát thủ vua. Vô Lương đạo nhân cũng luyện hóa Đào Mộc kiếm, đồng thời đem uẩn nhướng ở trong óc, theo Vô Lương đạo nhân tu vi càng ngày càng mạnh, Đào Mộc kiếm cũng biết bùng nổ ra càng ngày càng sức mạnh kinh khủng. Bọn họ nghe nói Lăng Tiêu cùng thứ sáu thánh tử một trận chiến, đều là vô cùng ảo não, không có thấy tận mắt chứng trận chiến này. Mà nghe được Lăng Tiêu dĩ nhiên tao ngộ rồi địa phủ các thích khách ám sát, từng cái cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Lăng huynh, địa phủ các cái đám người điên này lại dám ở lưỡng giới thành động thủ, nói rõ bọn họ cũng thật là không kiêng dè gì, người nhất định phải cẩn thận a. Kiếm Nguyên Thần có chút lo lắng nói rằng, địa phủ các chi vì lẽ đó như vậy tứ không e dè, không hay là bởi vì nghe đồn Lăng Tiêu người mang Xích Long chiến thần truyền thừa, hơn nữa một mực còn là một tán tu. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, như là Lăng Tiêu là võ đạo thánh địa đệ tử, e sợ địa phủ các coi như muốn động thủ, cũng không dám như vậy càn rỡ. Lăng đại ca, một lần này thánh khư mở ra, ta Tu La Tông đại sư huynh cũng tới, đến thời điểm ngươi liền trực tiếp gia nhập Tu La Tông đi. Thành kiếp cũng là liền vội vàng nói. Hắn cũng rõ ràng Lăng Tiêu hiện tại gây thù hằn rất nhiều, tình cảnh rất nguy hiểm. Các ngươi không cần lo lắng. Bây giờ chiến thần đại lục bên trên, chí tôn không biết khinh động, rất nhiều chí tôn đều tại thiên ngoại thế giới rèn luyện, mà chí tôn cảnh trở xuống, ai dám đến tìm cái chết, ta sẽ tác thành hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập, chậm rãi nói rằng. Không sai, Lăng Tiêu, có gì đáng sợ chứ? Cái kia chút không biết xấu hổ đồ vật. Liền cho phép bọn họ bắt nạt người khác, không cho phép người khác phản kháng. Vừa lúc ở thánh khư bên trong chúng ta làm nhiều tiền, một lưới bắt hết bọn họ. Vô Lương đạo nhân cũng là con ngươi nhất chuyển, cười hắc hắc nói. Lăng Tiêu cũng là cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, Vô Lương đạo nhân cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Thiên Hương Lâu nơi sâu xa, Dạ Phong cùng Dạ Mộng bế quan tòa cung điện kia, bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí tức bàng bạc. Dạ Phong cùng Dạ Mộng muốn xuất quan.
Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vã đuổi tới. Bên trong cung điện, một luồng hắc ám, cổ xưa mà khí tức thần bí lan ra, chung quanh hư không đều bị hắc ám tràn ngập, phảng phất hóa thành một mảnh bóng tối vĩnh hằng thế giới. Lăng Tiêu đẩy ra cung điện cửa thời điểm, liền thấy Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội từ trong bóng tối đi ra, chu người mặc một bộ áo bào đen, trong ánh mắt có lạnh như băng phong mang lấp lóe. Mà trên người bọn họ tu vi, thình lình đạt tới vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao. Đây chính là trong truyền thuyết hắc ám huyết mạch, thực sự là khủng bố a. Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp cả người chấn động, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Dạ Phong trước bất quá là thiên nhân cảnh tu vi, mà Dạ Mộng càng là không hề có một chút tu vi người bình thường, thế nhưng ở Lăng Tiêu dưới sự chủ trì, hắc ám huyết mạch sau khi giác tỉnh, bọn họ dĩ nhiên một lần đột phá đến rồi vương hầu cảnh 9 tầng. Này loại kinh khủng tốc độ tăng lên, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không có chút nào bất ngờ, ba đại vô thượng thánh dược, thêm vào địa ngục chó ba đầu chí tôn yêu đan, còn có trăm vạn tuần dương đan, Lăng Tiêu chóc ra thần thông pháp tắc, tất cả những thứ này gộp lại, như vẫn chưa thể tạo ra được hai cái vương hầu cảnh cường giả, cái kia e sợ cũng quá thất bại. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Dạ Phong cùng Dạ Mộng, phảng phất thoát khỏi này phương hư không, chỉ cần có hắc ám, có bóng tối địa phương, khắp nơi đều có hơi thở của bọn họ. Vèo, Dạ Phong cùng Dạ Mộng trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, sau một khắc hai người trực tiếp xuất hiện ở Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử phía sau, dọa bọn họ giật mình. Chuyện này quả thật so với địa phủ các thích khách còn kinh khủng hơn a. Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử trợn mắt ngoác mồm, như là Dạ Phong cùng Dạ Mộng muốn ám sát bọn họ, chỉ sợ bọn họ căn bản tránh không thoát. Tìm hiểu hắc ám bản nguyên, thức tỉnh hắc ám huyết mạch, truyền thừa hắc ám thiên thư, Dạ Phong Dạ Mộng, hy vọng các ngươi không nên cô phụ dòng máu của các ngươi, không nên cô phụ các ngươi tổ tiên Dạ Thiên Tuyệt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói. Đa tạ thánh tử ân tái tạo, huynh muội chúng ta coi như là tan xương nát thịt, cũng khó có thể báo đáp thánh tử đại ân đại đức. Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là mặt lộ vẻ cực kỳ thần sắc cảm kích, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc quỳ xuống. Đứng lên đi, chúng ta đều là đồng tông đồng nguyên, sau đó có ta ở đây, ai cũng không dám bắt nạt phụ các ngươi. Huống chi, các ngươi hiện tại đã trưởng nắm đủ lực lượng mạnh. Lăng Tiêu cười nhạt, đem hai người đỡ lên. Dạ Phong nhìn Lăng Tiêu một chút, cắn răng nói, thánh tử, kỳ thực chúng ta Dạ gia sở dĩ sẽ suy sụp tới mức như thế, đều là bởi vì địa phủ các. Ta Dạ gia tiền bối, chỉ cần phát hiện hữu hắc ám huyết mạch, tất cả đều bị địa phủ các người bắt đi, lấy ra hắc ám huyết mạch, đến luyện công. Phụ thân của chúng ta, cũng là vì bảo vệ chúng ta, bị địa phủ các người giết, thánh tử, xin cho phép chúng ta tìm địa phủ các báo thù, thù này không báo, thề không làm người. Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội mắt đều đỏ lên, hiển nhiên việc này chôn ở trong lòng bọn họ rất lâu rồi. Địa phủ các sao, thật là đáng chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý bùng lên, Dạ Thiên Tuyệt hậu nhân dĩ nhiên luân lạc tới kết quả như vậy, để trong lòng hắn lửa giận ngập trời. Chớ đừng nói chi là, địa phủ các còn vừa đánh ra thích khách ám sát hắn. Các ngươi yên tâm, sớm muộn có một ngày, ta biết đem địa phủ các nhổ tận gốc. Các ngươi nếu là muốn báo thù, cái kia phải cố gắng tu luyện, lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn tìm địa phủ các báo thù, nhất định chính là muốn chết, biết không? Lăng Tiêu nhìn Dạ Phong cùng Dạ Mộng nói rằng, đa tạ thánh tử, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Dạ Phong cùng Dạ Mộng kiên định nói rằng, hắc ám huyết mạch sau khi giác tỉnh, bày ở trước mặt bọn họ, chính là một cái hoạn lộ thênh thang. Lăng Tiêu đem Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều đưa vào thiên thần thạch bên trong, có thiên thần thạch bên trong cái kia thiên lộ rèn luyện, Dạ Phong cùng Dạ Mộng nhất định có thể nhanh chóng tìm hiểu hắc ám thiên thư, thu được mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu. Dù sao, bọn họ tu vi bây giờ tuy rằng tăng lên, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực, vẫn kém hơn rất nhiều. Lưỡng giới thành, đế mộ sơn trụ sở, thứ sáu thánh tử đứng ở một cái áo bào đen trước mặt lão giả, khắp khuôn mặt là không cam lòng vẻ mặt. Ra ra. Nếu là ta thôi thúc thần vương quấn vải liệm sức mạnh, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, ngài vì sao phải để ta chịu thua? Thua mất hóa thần chí tôn đan, cùng với 30 triệu thuần dương đan, để thứ 6 thánh tử đều là cực kỳ đau lòng. Huống chi, Lăng Tiêu trận chiến này càng là tỏa thật thiên tài tuyệt thế danh tiếng, mà hắn thứ 6 thánh tử, thì lại triệt để trở thành Lăng Tiêu đá đạp chân. Lăng Tiêu trên người có gì đó quái lạ, người không thể tùy tiện ra tay. Áo bào đen ông lão cũng chính là đế mộ sơn thái thượng trưởng lão Đế Lâm chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng ánh sáng. Bản thể của ta vẫn còn ở tinh không thế giới, vẻn vẹn là này một đạo hóa thân, e sợ đều không nhất định có thể giết được Lăng Tiêu. Lần này ta và ngươi đồng thời tiến nhập thánh khư, ở thánh khư bên trong bố trí sát cục, chém Lăng Tiêu, đến thời điểm xích long chiến thần truyền thừa, chính là của chúng ta. Ra ra,
Lăng Tiêu trên người thật sự có Xích Long chiến thần truyền thừa. Thứ sáu thánh tử cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Có khả năng rất lớn, coi như không phải Xích Long chiến thần truyền thừa, cũng nhất định có bí mật lớn. Đế Lâm trong ánh mắt tỏa ra một tia kỳ dị. Ra ra, thánh khư cấm chỉ chí tôn sức mạnh, người coi như là ẩn thân với thần vương quấn vải liệm, e sợ cũng dễ dàng bị phát hiện chứ. Thứ sáu thánh tử có chút lo lắng nói rằng, không sao, ta tự có biện pháp. Đế Lâm từ tốn nói, chương 596, lại gặp Minh Tôn. Mấy ngày sau, Lăng Tiêu lại tới Thái Cổ Hiên, Mộ Thiên Cơ đã từ Mộ Vương Thành bên trong, đem 7 viên không gian tinh thạch cùng phá giới toa mang đến, phải thay đổi lấy Lăng Tiêu trong tay Thiên Mệnh Tổng Cương. Không gian tinh thạch xem ra chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là tỏa ra hào quang óng ánh, xem ra hoàn mỹ không một tì vết, có vô số cái cắt mặt, từng cái cắt mặt đều tựa như dẫn tới một chỗ thế giới thần bí. Không gian trong tinh thạch ẩn chứa hoàn chỉnh không gian pháp tắc, cũng là chứng đạo chí tôn, cô đọng trong cơ thể tiểu thế giới nhất định chí bảo. 7 viên không gian tinh thạch, hầu như đem Mộ Vương Thành cất giấu đều móc rỗng. Dù sao hoàn mỹ không gian tinh thạch, coi như là Mộ Vương Thành lấy trộm vô số thượng cổ đại mộ, đều rất khó chiếm được. Thế nhưng, vì Thiên Mệnh Tổng Cương, không gian tinh thạch nhưng cũng không coi vào đâu. Nhất để Mộ Thiên Cơ đau lòng vẫn là phá giới toa. Phá giới toa là một kiện hư hại thần khí, hơn nữa hư hại vô cùng sự nghiêm trọng, thậm chí ngay cả chí tôn khí uy năng cũng không có. Thế nhưng phá giới toa vẫn cứ bảo lưu lại qua lại hư không, loại bỏ giới bích thần diệu, coi như là bị vây ở trận pháp không bên trong, cũng có thể dựa vào phá giới toa chạy đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Vương Thành nghiên cứu vô số năm, thu được kết luận là, như là phá giới toa có thể hoàn toàn chữa trị, thậm chí có thể trực tiếp phá mở thần giới giới bích, thẳng tới vĩnh hằng thần giới. Mộ Thành chủ, đa tạ, đây là Thiên Mệnh Tổng Cương. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem Thiên Mệnh Tổng Cương hoàn chỉnh giao cho Mộ Thiên Cơ. Phá giới toa xem ra hết sức phổ thông, dài khoảng 3 thước, nhưng cũng có một loại phá diệt hư không gợn sóng tràn ngập ra, để Lăng Tiêu vừa nhìn liền biết, đây đúng là chân chính phá giới toa. Lăng Tiểu Hữu, nếu như có thể ở thánh khư bên trong tìm tới Thiên Mệnh thứ 9 thiên, kính xin bán cho ta Mộ Vương Thành, giá cả nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói, Mộ Thành chủ khách khí, Mộ Thành chủ đến thời điểm nhất định cũng biết tiến nhập thánh khư bên trong chứ. Lấy Mộ Thành chủ thực lực, như là thánh khư bên trong có Thiên Mệnh thứ 9 thiên, nhất định sẽ rơi vào Mộ Thành chủ trong tay. Lăng Tiêu cười nhạt, xoay người rời đi Thái Cổ Hiên. Lăng Tiêu sau khi rời đi, từ Thái Cổ Hiên phía sau đi tới một người mặc áo bào đen, vóc người thon dài mà mạnh mẽ, xem ra bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, tóc đen rối tung, ánh mắt như điện, quanh thân tỏa ra cường đại khí tức. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu phương hướng ly khai, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Thái gia gia, ngươi vì là gì coi trọng như thế Lăng Tiêu? Thậm chí ngay cả phá giới toa bực này chí bảo đều đưa cho hắn. Thanh niên áo bào đen chậm rãi nói rằng, Mộ Thiên Cơ nhẹ giọng nói, Mộ Hiên, Lăng Tiêu tiểu tử này không bình thường a, trên người hắn có vạn năm trước. Vị kia trên người khí tức, vị kia, Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu. Mộ Hiên ánh mắt chấn động, có chút khó tin nói rằng, chẳng lẽ, Lăng Tiêu là Thôn Thiên Chí Tôn truyền nhân sao? Không chỉ như vậy a, ta hoài nghi, Lăng Tiêu là Thôn Thiên Chí Tôn chuyển thế thân, chỉ sợ ngươi không biết, Thôn Thiên Chí Tôn bản danh, tự kêu là Lăng Tiêu. Mộ Thiên Cơ trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Thôn Thiên Chí Tôn chuyển thế thân, tin tức này, để Mộ Hiên cả người chấn động, sắc mặt cũng thay đổi đứng lên. Có thể có Thiên Mệnh Tổng Cương, đồng thời đối với ta Mộ Vương Thành hiểu rõ như vậy, Lăng Tiêu vốn cũng không phải là người thường a. Những năm này, ta thôi diễn mệnh trời bí thuật, mơ hồ có thể nhìn ra, Lăng Tiêu cùng Thôn Thiên Chí Tôn quan hệ rất dày cắt, vì lẽ đó lần này tiến nhập thánh khư, người nhất định phải giao hảo Lăng Tiêu, hay là hắn thật có thể tìm được Thiên Mệnh thứ 9 thiên. Mộ Thiên Cơ nhẹ thở dài một cái nói, Mộ Hiên gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút không phục nói rằng, Thái gia gia có chút quá để mắt Lăng Tiêu đi. Hắn bất quá là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi, hơn nữa gây thù hằn rất nhiều, ở thánh khư bên trong chỉ sợ là nguy cơ trùng trùng. Không nên xem thường hắn, như hắn thực sự là vị kia chuyển thế thân, dám cùng hắn là địch, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Vì lẽ đó ở thánh khư bên trong, có thể giúp hắn, nhất định phải giúp. Cái này có thể là ta Mộ Vương Thành một cơ hội. Mộ Thiên Cơ nhìn Mộ Hiên, âm thanh từ từ có chút nghiêm túc. Phải, Mộ Hiên gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn Mộ Thiên Cơ một cái nói, Thái gia gia, ngươi không tính tiến nhập thánh khư sao? Mộ Thiên Cơ lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn vào. Nhưng e sợ căn bản không có thể vào. Cảnh giới của ta rất cao, như là tiến nhập thánh khư, e sợ sẽ khiến cho cái kia chút tồn tại chú ý,
vì là chiến thần đại lục đưa tới tai nạn. Mộ Hiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Lăng Tiêu rời đi Thái Cổ Hiên, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn cảm giác được, hay là Mộ Thiên Cơ đã đoán được hắn cùng Thôn Thiên Chí Tôn quan hệ, Thiên Mệnh Tổng Cương Lăng Tiêu mặc dù không có tu luyện, nhưng cũng biết hoàn chỉnh mệnh trời bí thuật khủng bố. Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm, cũng từng cùng Mộ Vương Thành chi chủ từng có gặp nhau, biết Mộ Vương Thành người gió êm dịu nước thế gia giống như, đều là ẩn thế cổ tộc, hơn nữa truyền thừa cực kỳ lâu đời, lờ mờ thật giống cùng trăm vạn năm trước Xích Long chiến thần có quan hệ. Lăng Tiêu thậm chí suy đoán, Mộ Vương Thành gió êm dịu nước Lý gia huyết mạch nguyền rủa, hay là chính là trăm vạn năm trước tạo thành. Minh Vương chiếu khắp, ngã Phật vĩnh hằng, Minh Tôn giá lâm, mọi người lui tránh. Lăng Tiêu mắt sáng lên, chợt nghe phía trước có một đạo mờ mịt tiếng niệm kinh thanh âm vang lên. Phía trước trên đường phố, một chiếc xe màu đỏ liễn chậm rãi đến, xe kéo bên trên có lưu ly, anh lạc, hoàng kim, châu ngọc hoa văn trang sức, đồng thời khắc xuống Chí Tôn nói vết, có vẻ thần bí phi phàm. Xe kéo là có hai con yêu hoàng cảnh thiên mã kéo xe, thiên mã toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ, đầu mọc sừng rồng, xem ra cao hơn một trượng, vô cùng thần tuấn, bốn vó hạ xuống có nhàn nhạt hồng liên tràn ngập, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Xe kéo xung quanh là một đám thân mặc áo bào đỏ trẻ tuổi tăng nhân, nữ có nam có, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp cực kỳ, tất cả đều là chắp hai tay, thấp giọng tụng niệm tiếng Phạn, cả người bao phủ nhàn nhạt Phật quang. Ở xe kéo bên trên, một cái mặt mày thanh niên anh tuấn tăng nhân, trên người mặc màu máu áo cà sa, ngồi xếp bằng ở trên hồng liên. Quanh người hắn có nhàn nhạt phù văn tràn ngập, theo trong miệng hắn khẽ nhúc nhích, tụng niệm Phật hiệu, xe kéo xung quanh có nhàn nhạt làn điệu, hoa sen dục, hạ. Minh Tôn, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, người thanh niên này tăng nhân, dĩ nhiên cùng hắn ở Táng Thần Quật nhìn thấy Minh Tôn giống như đúc. Xem ra, cái kia Minh Tôn chỉ là một đạo phân thân, thập nhị phẩm huyết liên đều bị mất, lại vẫn như vậy bình tĩnh. Thực sự là hiếm thấy a. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, như là Minh Tôn biết, cướp hắn thập nhị phẩm huyết liên người, đứng ở bên một bên, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng nhìn ra rồi, cái này Minh Tôn tu vi cực cao, đã đạt đến hoàng giả cảnh 9 tầng đỉnh cao, sắp đột phá đến nửa bước Chí Tôn cảnh giới. Minh Tôn đại sư, nhà ta yêu hoàng đã cung kính chờ đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Hàn Phong xuất lĩnh thiên yêu vệ. Từ đằng xa hướng về Minh Tôn xe kéo tiến VSTTGG lên đón, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Minh Tôn nhàn nhạt gật gật đầu, theo Hàn Phong hướng về phía trước đi. Yêu Hoàng, chẳng lẽ là phần thiên yêu Hoàng sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, cái này phần thiên yêu Hoàng là thiên yêu cung thiếu cung chủ, cũng là mình cái kia tiện nghi cha tình địch. Minh Vương từ lúc nào cùng thiên yêu cung cấu kết ở cùng nhau? Lăng Tiêu trong nháy mắt tìm góc vắng vẻ, trực tiếp tiến vào thiên thần thạch bên trong, cưỡi thiên thần thạch. Thận trọng theo Minh Tôn xe kéo hướng về phía trước đi. Chương 597, Yêu Thánh truyền thừa. Hàn Phong dẫn Minh Tôn xe ngựa, một đường đi tới lưỡng giới thành nơi sâu xa, ở một mảnh cung điện to lớn đám trước mặt ngừng lại. Nơi này là Thiên Yêu Cung ở lưỡng giới thành trụ sở, lầu các san sát, cung điện chằng chịt, hết sức hùng vĩ xa hoa. Lăng Tiêu trốn ở thiên thần thạch bên trong, thiên thần thạch hóa thành hơi nhỏ cho bụi, theo Minh Tôn cùng đi đến rồi một tòa màu đỏ bên trong cung điện. Thiên thần thạch hết sức thần diệu. Liền ngay cả Chí Tôn đều không thể phát hiện thiên thần thạch khí tức, Minh Tôn tuy mạnh, tự nhiên cũng không có cách nào phát hiện bị người theo dõi. Minh Tôn tiến vào bên trong cung điện sau, Hàn Phong đóng cung điện cửa lớn, rồi rời đi. Vù, một đạo huyền ảo kết giới bốc lên, đem cung điện hoàn toàn bao phủ lại. Cung điện đầu não nhất vương tọa bên trên, ngồi một người mặc màu đỏ thấm chiến giáp, cả người bao phủ rừng rực hỏa diễm nam tử trẻ tuổi. Hắn xem ra hết sức khôi ngô cao lớn, một đầu màu đỏ tóc dài bay lượn. Dày đặc mà có sáng bóng, mặt mũi hắn hết sức anh tuấn, trong hai mắt thần quang trong trẻo, như hai vòng sáng chói thần dương, mang theo một loại lãnh đạm mà vô tình khí chất. Xin chào phần thiên yêu hoàng điện hạ, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Tôn cười nhạt một tiếng, chắp hai tay, hướng về phần thiên yêu hoàng thi lễ một cái. Minh Tôn đại sư không cần đa lễ, mời ngồi. Phần thiên yêu hoàng chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lập lòe kỳ dị phong mang. Nửa bước Chí Tôn sao? Thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, cái này phần thiên yêu hoàng thực lực cực cường, dĩ nhiên đã là nửa bước Chí Tôn tu vi, hơn nữa xem ra chỉ ít vượt qua một voi chi kiếp, thân thể tỏa ra một luồng nhàn nhạt Chí Tôn thần uy. Lăng Tiêu đoán không sai, cái này phần thiên yêu hoàng, chính là mình cái kia tiện nghi cha tình địch. Minh Tôn cười nhạt một cái nói, điện hạ, lần này thánh khư mở ra, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đoạt được yêu thánh truyền thừa. Bất quá, các ngươi xác định chỗ đó đã mở ra sao? Phần thiên yêu hoàng chậm rãi nói rằng, không sai. Chỗ đó kết giới vô số năm qua,
càng ngày càng yếu, lần này mở ra, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ kết giới, tiến nhập cái kia cốt lõi nhất địa phương. Chỉ cần ngươi giúp ta bản tọa đoạt được yêu thánh truyền thừa, chờ bản tọa triệt để chỉnh hợp yêu tộc, Thiên Yêu Cung liền sẽ xuất động chí cường giả, cùng ngươi Minh Vương tự đồng thời công trên Đại Lôi Âm tự. Đa tạ điện hạ, bất quá lần này thánh khư mở ra, e sợ Đông Hải Thủy Tinh Cung, Nam Hải Hỏa Diễm Sơn, còn có rất nhiều yêu tộc đại năng, e sợ đều không sẽ bỏ qua cơ hội này, đến thời điểm nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Bần tăng nghe nói, Đông Hải Đại Thái Tử Long Chiến Ngày, còn có Hỏa Diễm Sơn Lâm Huy đều sẽ đến đây, tranh cướp vậy cuối cùng yêu thánh truyền thừa. Việc này quan yêu tộc chi chủ đại vị, cạnh tranh nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Minh Tôn khẽ thở dài một tiếng nói rằng, dĩ nhiên lên yêu thánh truyền thừa chủ ý sao? Không trách lần này thánh khư mở ra, sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, trong lòng âm thầm suy tư. Thánh khư là chiến thần đại lục 8 đại cấm địa một trong truyền thuyết là yêu thánh quy khư vị trí, tự thành không gian, không chỉ có vô số thiên tài địa bảo, càng ẩn chứa yêu thánh truyền thừa. Chỉ là, thánh khư mở ra này nhiều lần, xưa nay cũng không có người tìm tới quá cái gọi là yêu thánh truyền thừa. Mà yêu thánh, nghe nói là Xích Long chiến thần thủ hạ thần linh. Trong truyền thuyết, trăm vạn năm trước Xích Long chiến thần, dưới trướng có tứ đại hộ pháp thần linh, yêu thánh chính là một cái trong số đó, chỗ tọa hóa chính là thánh khư. Yêu thánh chính là yêu tộc chi chủ, trong truyền thuyết ai như là chiếm được yêu thánh truyền thừa, người đó liền có thể trở thành là toàn bộ yêu tộc chi chủ. Người khác cho rằng yêu thánh truyền thừa chỉ là truyền thuyết, nhưng Lăng Tiêu lại biết, yêu thánh truyền thừa xác thực tồn tại. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, chính là ở thánh khư chi ở bên trong lấy được, hơn nữa còn ở thánh khư bên trong gặp lão Sơn Dương. Chỉ là, Lăng Tiêu cũng không có cách nào mở ra cái kia sau cùng nơi truyền thừa. Bây giờ nghe phần Thiên Yêu Hoàng cùng Minh Tôn ý tứ trong lời nói, Thiên Yêu Cung cùng Minh Vương tự dĩ nhiên liên hiệp đứng lên, chuẩn bị đoạt được yêu thánh truyền thừa. Yêu thánh truyền thừa, nên chỉ có cường giả yêu tộc mới có thể có được, nói như thế Thiên Yêu Cung, Thủy Tinh Cung cùng Hỏa Diễm Sơn, này ba đại yêu tộc thánh địa mới là lần này thánh khư, nhất tranh đoạt kịch liệt giả. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hỏa Diễm Sơn chính là yêu thú thuộc họ chim thánh địa, Thiên Yêu Cung là thú vật thánh địa, mà Long tộc vốn là yêu tộc một thành viên, nhưng sau đó nhưng tự thành bộ tộc, chỉ là Long tộc huyết mạch ít ỏi, chân chính Long tộc cũng không nhiều. Những thứ khác tán tu yêu tộc, muốn cùng này ba đại yêu tộc thánh địa cạnh tranh, hẳn là không có gì độ khả thi. Đại sư yên tâm, Đông Hải cái kia đám bỏ sát, còn có Nam Hải những hỏa điều kia, đều có người đối phó. Thánh khư trong yêu thánh truyền thừa, chỉ có thể thuộc về bản tọa. Phần Thiên Yêu Hoàng thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia khí thôn sơn hà bá đạo cùng uy nghiêm. Điện hạ mưu tính sâu xa, tin tưởng điện hạ chiếm được yêu thánh truyền thừa sau khi, nhất định có thể một lần chứng đạo chí tôn. Minh Tôn cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt có nhàn nhạt Phật quang tràn ngập. Sau đó, Phần Thiên Yêu Hoàng lại cùng Minh Tôn trao đổi một chút chi tiết nhỏ, Lăng Tiêu đều âm thầm nhớ rồi, đợi đến hai người nói chuyện sau khi kết thúc, Lăng Tiêu cũng cưỡi thiên thần thạch, lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Yêu Cung trụ sở. Thú vị, Phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên muốn mưu đồ yêu thánh truyền thừa sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một x6x tia băng lãnh. Nếu đã biết rồi Phần Thiên Yêu Hoàng mưu đồ, Lăng Tiêu tự nhiên không thể để hắn dễ dàng như vậy có được yêu thánh truyền thừa, nhưng rốt cuộc giúp Thủy Tinh Cung, vẫn là giúp Hỏa Diễm Sơn, Lăng Tiêu trong lòng có chút chần chờ. Đông Hải Thủy Tinh Cung đại thái tử, nói đến đây chính là Lăng Tiêu đại biểu ca, mà Hỏa Diễm Sơn bên trong, Lăng Tiêu như là dự liệu không tệ, Phượng Nữ chắc cũng sẽ đến đây. Bất luận yêu thánh truyền thừa bị người nào đến, cũng không thể tiện nghi Thiên Yêu Cung những tên kia. Lăng Tiêu trong lòng suy tư về tới Thiên Hương Lâu. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa tới Thiên Hương Lâu, đã bị một cái vóc người thon dài, xem ra đẹp trai một cách yêu dị thanh niên ngăn cản. Thanh niên xem ra hơn 20 tuổi, da thịt như ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ kỳ cục, da rẻ so với nữ tử còn nhỏ hơn trán, quả thực có thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Hắn ở trên cao nhìn xuống đánh giá Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia không rõ địch ý. Ta là Lăng Tiêu, ngươi là ai? Lăng Tiêu khẽ cau mày, nhìn trước mắt thanh niên hỏi. Xem ra cũng không có chỗ gì đặc biệt mà. Ta là Hỏa Diễm Sơn Lâm Huy, sau đó cách Tiểu Vũ xa một chút, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Yêu dị thanh niên cười nhạt, có một loại ở trên cao nhìn xuống kiêu ngạo. Hỏa Diễm Sơn Lâm Huy, chưa từng nghe nói, ta cách ai xa một chút gần một điểm, vậy phải xem tâm tình của ta, có quan hệ gì với ngươi. Tránh ra, chó khôn không cản đường. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Lâm Huy trong miệng Tiểu Vũ chính là Phượng Nữ. Phượng Nữ bản danh Phượng Vũ, chỉ là biết nàng bản danh cũng không có nhiều người. Chương 598, Hỏa Diễm Sơn Thánh Nữ.
Trước mắt Lâm Huy xem ra thực tế rất mạnh, nhưng cũng chính là cùng Minh Tôn gần như, hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, thiên phú bất phàm, hơn nữa Lăng Tiêu từ trên người hắn cảm thấy một cổ cường đại phượng hoàng huyết mạch, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, đáng giá kiêu ngạo. Nhưng hắn ở Lăng Tiêu trước mặt khoe khoang, vậy coi như tìm lộn người. Lăng Tiêu, ngươi dám mắng ta? Lâm Huy ánh mắt phát lạnh, lộ ra một tia băng lãnh. Lâm sư huynh, ngươi được rồi, ta đã nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ Lâm Huy phía sau vang lên. Phượng nữ thân mặc một bộ quần đen, da thịt trắng như tuyết như ngọc, vóc người hết sức nóng nảy, bộ ngực trắng nõn vô cùng sống động, một đôi bắp đùi thon dài, ở hắc dưới váy như ẩn như phát hiện. Mặt mũi nàng hoàn mỹ không một tì vết, một đôi nước long lanh mắt to, phảng phất có thể câu hồn đoạt phách, khiến người ta nhìn một chút liền sẽ huyết mạch căng phồng. Liền ngay cả Lăng Tiêu không thừa nhận cũng không được, thời khắc này phượng nữ so với trước, càng thêm mấy phần kiểu khác mê hoặc. Chỉ là giờ khắc này phượng nữ vẻ mặt rất khó nhìn, có chút lạnh như băng nhìn Lâm Huy một chút. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Vũ, ngươi, Lâm Huy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không nên gọi ta Tiểu Vũ, Lâm sư huynh, chúng ta không có như vậy quen. Phượng nữ thản nhiên nói, sau đó lướt qua Lâm Huy, đi thẳng tới Lăng Tiêu trước mặt. Một đôi mắt đẹp cố phán xanh tư, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sau đó nở nụ cười. Khác nào bách hoa nở rộ, nụ cười kia để thiên địa thất sắc, mọi người chung quanh đều đang nhìn ra ngây dại. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp, phượng nữ môi đỏ khẽ nhếch, phảng phất có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến khẩu một bên, cũng chỉ là nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Luân hồi hải từ biệt, phượng nữ vốn tưởng rằng là sống chết cách xa nhau, sẽ không còn được gặp lại Lăng Tiêu. Đặc biệt là Lăng Tiêu vì cứu nàng. Không tiếc ngã vào đến luân hồi hải bên trong, mỗi khi nàng nhớ tới, đều là tim như bị đao cắt. Mãi cho đến trước đây không lâu, Lăng Tiêu ở thiên thần thành đại phát thần uy, chấn động toàn bộ chiến thần đại lục, tin tức cũng truyền đến hỏa diễm sơn. Nguyên lai cũng không tính tham dự lần này thánh khư mở ra phượng nữ, lập tức xuất quan, rời đi hỏa diễm sơn hướng về lưỡng giới thành mà tới. Nàng tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định sẽ đến. Quả nhiên, ở đây gặp được Lăng Tiêu, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp đẽ rồi. Lăng Tiêu cũng là lộ ra nụ cười sán lạn, hắn nguyên bản là biết, phượng nữ hắc phong huyết mạch, cao nhất quy tụ chính là hỏa diễm sơn, không nghĩ tới Lăng Tiêu còn chưa kịp đem phượng nữ đưa vào hỏa diễm sơn, nàng liền bị hỏa diễm sơn chi chủ coi trọng, đồng thời thu làm đệ tử cuối cùng. Lần này thánh khư mở ra, ta biết bảo vệ ngươi. Phượng nữ nở nụ cười xinh đẹp, đứng ở Lăng Tiêu thân một bên, giống như là một cái tiểu thị nữ giống như, mặt cười đỏ chót, có vẻ hết sức vui vẻ. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện. Nguyên lai thánh nữ tu vi cũng đã đạt đến vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao, dĩ nhiên không yếu hơn hắn trên mảy may. Hơn nữa, phượng nữ một thân thuộc tính lửa thần thông mạnh mẽ vô cùng, hiển nhiên ở hỏa diễm sơn bên trong, cũng truyền thừa không ít cường đại thần thông pháp tắc. Nhìn thấy phượng nữ bộ dạng, Lâm Huy sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Ở hỏa diễm sơn, phượng nữ chưa từng thấy đối với người nào cười qua, bất luận Lâm Huy làm sao lấy lòng, phượng nữ trước sau cùng hắn vẫn duy trì kịch liệt, hết sức lạnh nhạt. Giờ khắc này, phượng nữ đối xử Lăng Tiêu bộ dạng, để Lâm Huy lên cơn giận dữ, trong lòng đố kỵ nhanh hơn phát điên hơn. Mà kiếm nguyên thần, thành kiếp cùng hùng tiểu hắc đám người cũng đều là trợn to hai mắt, còn người suýt chút nữa đều phải đụng tới. Đường đường hỏa diễm sơn thánh nữ, phong hoa tuyệt đại giai nhân, đối với người khác không coi ra gì, nhưng lại lệch đối xử Lăng Tiêu như vậy, để cho bọn họ đều cảm giác được có chút khó có thể tin. Lăng huynh, người cũng thật là diễm phúc không cạn a. Kiếm nguyên thần di chuyển cười nói. Hắn thậm chí nhớ lại ở thiên thần thành bên trong, thái âm cung cái vị kia nguyệt thần, đối với Lăng Tiêu thật giống cũng rất gần gũi, quan hệ không phải bình thường. Cái này Lăng Tiêu không chỉ võ đạo thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa hết sức phong lưu tiêu sái, tới chỗ nào đều có giai nhân tiếp khách. Lăng đại ca, ta đơn giản là quá bội phục người rồi. Ta hùng tiểu hắc tại sao không có tốt như vậy mệnh đây? Lăng đại ca, chúng ta có phải hay không nên đổi giọng gọi chị dâu? Hùng tiểu hắc cùng hồ tử này hai cái khở hàng. Ở nơi đó nháy mắt, dùng sức sỉ nhục Lăng Tiêu. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, đều cút cho ta. Lăng Tiêu cho hắn hai một người một cái bạo lật, nghiêm mặt nói rằng. Mọi người tiến vào thiên hương lâu, mà Lâm Huy nhưng là xanh mặt rời đi, lưu lại chỉ có thể để hắn phẫn nộ cùng đố kỵ, hắn đơn giản trực tiếp hỏa diễm sơn trụ sở. Mọi người hàn huyên một trận sau khi, liền đều tự giác rời đi, đem thời gian để lại cho Lăng Tiêu cùng phượng nữ. Người ở luân hồi hải bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? Phượng nữ hỏi, nàng rất khó tưởng tượng, Lăng Tiêu là thế nào thoát đi luân hồi hải, sau đó trên chiến thần đại lục truyền xuống lớn như vậy danh tiếng. Trong này,
nhất định đã trải qua rất nhiều nàng không biết gian nan hiểm trở. Ta ở luân hồi hải bên trong, kỳ thực cũng không có gặp phải nguy hiểm quá lớn. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem chính mình là như thế nào thoát đi luân hồi hải, cùng với chuyện sau đó đại khái nói một lần. Ta liền biết, lấy thiên phú của ngươi, bất luận tới chỗ nào, đều là nổi bật nhất. Phượng nữ đôi mắt đẹp hiện ra màu, nhìn Lăng Tiêu nói rằng. Chẳng biết vì sao, ở Lăng Tiêu trước mặt, phượng nữ mới cảm giác được mình là buông lỏng nhất, là chân thật nhất chính mình. Ha ha, vậy ngươi cũng thật là đối với ta có lòng tin. Bất quá, ta cũng tin tưởng là như vậy. Lăng Tiêu cười nói, trang điểm, phượng nữ xì một tiếng nở nụ cười. Các ngươi lần này đi thánh khư, NJ3O5 vì cũng là yêu thánh truyền thừa chứ. Lăng Tiêu nhìn phượng nữ chăm chú hỏi, ngươi cũng biết yêu thánh truyền thừa. Phượng nữ có chút kinh ngạc nói, không sai. Lần này sư tôn tính sẵn rồi, thánh khư trong yêu thánh truyền thừa nhất định sẽ lại hiện ra dưới ánh mặt trời, ai như được yêu thánh truyền thừa, ai liền có thể trở thành yêu tộc chi chủ, vì lẽ đó thiên yêu cung, thủy tinh cung, hỏa diễm sơn còn có vô số yêu tộc đại năng đều đã bị kinh động, lần này đều muốn tranh cướp yêu thánh truyền thừa. Ngươi có nắm chắc không? Lăng Tiêu hỏi, không có. Phượng nữ cười nhạt một tiếng nói, ta lần này đi thánh khư, trên thực tế chính là rèn luyện một phen, tranh cướp yêu thánh truyền thừa chủ lực, là Lâm Huy sư huynh. Sư tôn nói rồi, lần này coi như là không chiếm được yêu thánh truyền thừa, cũng không thể để thiên yêu cung được. Thiên yêu cung chi chủ, đại nhật yêu tôn dã tâm bừng bừng, như là hắn chấp trưởng yêu tộc quyền bính, trở thành yêu tộc cộng chúa, đó nhất định chính là một tai nạn. Lâm Huy sao, nếu là hắn muốn cùng thiên yêu cung cạnh tranh, e sợ rất khó a. Lăng Tiêu nói rằng, hắn nhớ tới phần thiên yêu hoàng, Lâm Huy mặc dù không tệ, thế nhưng cùng phần thiên yêu hoàng so ra, vẫn là kém một chút. Ngươi nói là phần thiên yêu hoàng chứ? Này một đôi phụ tử đều là dã tâm bừng bừng hạng người, đại nhật yêu tôn đã từng muốn cưới vợ sư tôn ta, kết quả bị sư tôn ta cự tuyệt, con trai của hắn cũng muốn cưới vợ thủy tinh cung trưởng công chúa, mục đích của bọn họ, đơn giản liền là muốn chỉnh hợp ba đại thánh địa, nhất thống yêu tộc. Phượng nữ cười lạnh một tiếng nói rằng, cưới vợ hỏa diễm sơn chi chủ, này đại nhật yêu tôn dã tâm quả nhiên không nhỏ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thiên yêu cung dã tâm liền hắn đều nhìn ra rồi. Vị kia tiện nghi cậu, thủy tinh cung Long Vương cũng sẽ không biết, nhưng hắn vì sao còn phải một lòng muốn đem em gái của chính mình gả cho phần thiên yêu hoàng đây? Vì lẽ đó, chúng ta lần này chuẩn bị cùng thủy tinh cung kết minh. Vô luận như thế nào, cũng không thể để phần thiên yêu hoàng được yêu thánh truyền thừa. Phượng nữ chậm rãi nói rằng, cùng thủy tinh cung kết minh sao? Đây cũng là một ý kiến hay. Hơn nữa, thánh khư bên trong có vô số tạo hóa cùng cơ duyên lớn, đến thời điểm theo ta. Hay là có thể để cho ngươi được một việc đại tạo hóa? Lăng Tiêu tự tin cười nói. Chương 599, Thánh Khư mở ra. Ầm ầm, lưỡng giới thành Đông Phương, man hoàng yêu vực bên trong, từng đạo thần dây dây QWXNW quang sông lên tận trời, chấn động một phe này đại địa. Một tòa cổ xưa thần bí phía trên ngọn Thánh Sơn, thần quang óng ánh, lôi hải dâng trào, dĩ nhiên có 108 ngôi sao nổi lên, mơ hồ xuất hiện một đạo thần bí môn hộ. Cánh cửa kia lượn lờ vô tận ánh sao. Phảng phất dẫn tới tinh không bỉ ngạn, mênh mông mà hùng vĩ. Thánh khư muốn mở ra, một cái nổ tung tin tức trong nháy mắt truyền khắp man hoang yêu vực, truyền khắp lưỡng giới thành. Tuy rằng cánh cửa kia vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cũng đã có người không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu hướng về Thánh Sơn tới rồi. Thiên hương lâu bên trong, Lăng Tiêu đang ở cùng phượng nữ trò chuyện, cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động, nhất thời liền biết. Thánh khư mở ra, chúng ta cũng đi, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Trên cổ yêu thánh quy khư vị trí, yêu tộc chi chủ truyền thừa, còn có vô số tạo hóa bảo vật, lần này hắn nhất định phải ở thánh khư bên trong, bước vào hoàng giả cảnh giới. Lăng Tiêu cùng phượng nữ, lại thêm vô lương đạo nhân, kiếm nguyên thần, thành kiếp, hung tiểu hắc, hổ tử, dạ phong cùng dạ mộng huynh muội đám người, đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi lưỡng giới thành, hướng về thánh sơn đi. Trên hư không, cầu vồng kinh thiên, từng đạo thần quang còn như nhanh như tia chớp đi ngang trời, từng chiếc một hư không chiến xa, thần bí xe kéo đều hướng về Thánh Sơn chạy đi. Thánh Sơn, ở man hoang yêu vực bên trong vốn là có không tầm thường địa vị. Nghe đồn trăm vạn năm trước, phía trên ngọn Thánh Sơn, yêu thánh thống lĩnh yêu tộc, vì là vạn yêu chi tổ, cùng nhân tộc chống chọi, độc bá nhất phương thiên địa. Năm tháng trôi qua, yêu thánh tuy rằng đã ngã xuống, nhưng cũng ở bên trong ngọn Thánh Sơn mở ra thánh khư. Để lại vô cùng bảo tàng vô tận cùng bí mật. Vô số cường giả yêu tộc đều coi Thánh Sơn là thánh địa. Đương nhiên, bây giờ Thánh Sơn bị thiên yêu cung cầm giữ, từng vị thiết giáp thiên yêu vệ đứng ở phía trên ngọn Thánh Sơn, cả người tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức.
Mỗi một lần thánh khư mở ra, tuy rằng cũng sẽ có nhân tộc cường giả tham gia, nhưng càng nhiều hơn vẫn là yêu tộc, đây là một hồi yêu tộc thịnh hội. Bởi vì, thánh khư trong đông đảo truyền thừa, bảo vật quý giá đều chỉ có yêu tộc huyết mạch mới có thể kế thừa, nhân tộc cường giả ở thánh khư bên trong, cũng bất quá là được một ít thiên tài địa bảo, thậm chí là tạo hóa nơi để đề thăng tu vi thôi. Vì lẽ đó, thời khắc này Thánh Sơn có thể nói là bầy yêu súng xít, vạn yêu tụ hội, tỏa ra ngập trời yêu khí. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên hư không cánh cửa kia. 108 ngôi sao đan dệt, vô tận ánh sao rơi ra, đạo kia thần bí môn hộ vô cùng cổ xưa, vẫn chưa hoàn toàn mở ra, mọi người đều đang đợi. Cửu Anh bộ tộc thiếu tộc trưởng đến rồi. Có người ánh mắt chấn động, nhìn thấy trong hư không cầu vồng lấp lóe, một người mặc màu xanh chiến giáp, xem ra vô cùng yêu dị thanh niên rơi vào một phía trên ngọn núi, trên người tỏa ra một luồng vô cùng khí tức âm lãnh. Hắn có hoàng giả cảnh 3 tầng tu vi, nhưng Cửu Anh bộ tộc vì là thái cổ chủng tộc, huyết mạch mạnh mẽ vô cùng, thiên phú vô song, chiến lực chân chính không thể lấy tu vi để cân nhắc. Thiên Mã bộ tộc thiếu tộc trưởng Ngựa Quân Kiệt cũng tới. Cái tên này có người nói nhát như chuột, hơn nữa hết sức háo sắc, cũng không biết làm sao có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Xa xa núi rừng gào thét, đại địa chạy trồm, một cái cầm trong tay ngân thương, thân mặc áo bào trắng, cưỡi bạch mã phong tao thiếu niên, ở một đám trắng giáp vệ sĩ dưới sự hộ vệ, hướng về Thánh Sơn nhanh như chớp mà tới. Áo bào trắng thiếu niên xem ra hết sức anh tuấn, vóc người thon dài, tu vi cũng đạt tới hoàng giả cảnh 1 tầng, thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, con ngươi nhưng ở vội vã chuyển loạn, nhìn chằm chằm trong mọi người cái kia chút dung mạo xuất chúng nữ tử không rời mắt, có vẻ hết sức hèn mọn. Thiên Mã tộc cũng là có thượng cổ thiên mã huyết mạch cường đại chủng tộc, Thiên Mã tộc tộc trưởng cũng là chí tôn cảnh cường giả, cho nên mới không có bị Thiên Yêu cung chiếm đoạt. Sau đó, các đại tán tu yêu tộc, còn có một chút mạnh mẽ cổ tộc thiên tài cường giả dồn dập đến, mỗi một người đều là khí vũ hiên ngang, xem ra hết sức tự tin, muốn ở thánh khư bên trong có thu hoạch. Ngang, nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên. Vòm trời bên trên, phong vân biến sắc, lôi đình óng ánh lóa mắt, một chiếc trình long hình hư không chiến thuyền đến từ trên trời, mặt trên đứng cạnh một đám thân hình cao lớn, anh vĩ bất phàm người trẻ tuổi. Là Thủy Tinh cung đại thái tử Long Chiến Thiên, có người cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Cầm đầu người thanh niên kia, xem ra hơn 20 tuổi, người mặc màu vàng ngũ trảo long bào, đầu đội ngọc cột quan, khuôn mặt cương nghị, anh vĩ bất phàm, cả người tỏa ra một luồng khó tả thô bạo cùng uy nghiêm. Tu vi của hắn thình lình đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới, chỉ là xem ra vừa đột phá không lâu, quanh thân như cũ tràn ngập một luồng mênh mông chí tôn thần uy, để mọi người đều không khỏi đột nhiên biến sắc. Long tộc, vốn là yêu tộc bên trong cường hãn nhất chủng tộc, thời kỳ thượng cổ đã từng là thiên hạ bá chủ, huyết mạch vô song, cường hãn tuyệt luân. Long Chiến Thiên tuy rằng vừa đột phá đến nửa bước chí tôn, nhưng này cỗ uy thế, để rất nhiều lão quái vật đều không khỏi đột nhiên biến sắc. Ở Long Chiến Thiên vạn trượng ánh sáng bên dưới, trước những thiên tài đó cường giả đều là ảm đạm phai mờ lên. Đứng ở Long Chiến Thiên bên người người kia, có phải là Tu La Tông đại đệ tử Lý Cảnh Minh? Có người ánh mắt chấn động, nhìn thấy Long Chiến Thiên thân biên có một thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen thân hình cao lớn, khuôn mặt như đao gọt phủ khắc giống như vậy, anh tuấn cực kỳ, nhưng cũng xem ra rất lạnh lùng, cả người tỏa ra một luồng người sống chớ vào khí tức. Quanh người hắn sát khí dâng trào, tỏa ra một luồng tuyệt cường chiến ý, coi như là đứng ở Long Chiến Thiên thân một bên, cũng không có bất kỳ thua kém địa phương. Lý Cảnh Minh dĩ nhiên cũng là nửa bước chí tôn tu vi. Cũng thật là Lý Cảnh Minh. Lý Cảnh Minh nhưng là Tu La Tông ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, bây giờ không tới 100 tuổi, cũng đã thành tựu nửa bước chí tôn, có người nói hắn Tu La Chiến Thiên Kinh đã đại thành, trong tay chém giết quá không gần một nửa bước chí tôn lão quái vật. Long tộc dĩ nhiên cùng với Tu La Tông, chẳng lẽ là này hai đại thánh địa liên hiệp sao? Rất nhiều cường giả yêu tộc trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ lo âu. Như là Long tộc cùng Tu La Tông liên hợp lại, có Long Chiến Thiên cùng Lý Cảnh Minh này hai cái thiên tài tuyệt thế, cái kia thánh khư trong bảo vật, còn có những người khác phần sao? Ầm ầm, bầu trời xa xăm phảng phất bị ngọn lửa đốt đốt, một cái xem ra cực kỳ tuấn mỹ người trẻ tuổi, mang theo mấy cái ông lão đến từ trên trời, cả người đều tỏa ra một luồng ngạo nghễ khí thế. Hỏa Diễm Sơn thiên tài tuyệt thế, Lâm Huy, có người kinh hô lên nhất thanh, nhận ra thanh niên yêu dị thân phận. Cái này Lâm Huy có thể là có thêm thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Phượng Hoàng huyết mạch, mặc dù chỉ là hoàng giả cảnh 9 tầng, e sợ không bao lâu nữa liền muốn đột phá đến nửa bước chí tôn đi. Hỏa Diễm Sơn thiên tài tuyệt thế a, không phải nghe nói lần này Hỏa Diễm Sơn chi chủ đệ tử mới thu, vị kia phượng nữ cũng biết đến đây sao? Làm sao chỉ có Lâm Huy một người? Có người trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc,
Lâm Huy cũng nhìn thấy Long Chiến Thiên, chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười nói, xin chào Long Huynh. Lâm Huynh khách khí, Long Chiến Thiên cũng cười đáp lễ. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.